nói này, cứ nói này. Bên em là trang sức đồng đỏ à, nói là về nó sửa cái chữ tên lại luôn. Hai fan bay cùng một tên luôn mà họ vô biết vô nè. Em chào chị Việt Phi Hồng. Chào tất cả các chị mình đang xem live Hoàng. Chấm lên cho em biết mấy chị mình đang xem live mấy chị ơi. Xin chào tất cả các chị. Em đang đeo cái móng cái đây là nhẫn khâu đồng vàng từ 5 phân tới 1 cây luôn mấy chị. Anh chị nào mà lấy 1 cây nó có giá là 300, 5 chỉ là 250, 2 chỉ với 3 chỉ là 200, 5 phân với 1 chỉ là 150 luôn mấy chị. Tất cả đơn hàng của shop em là đi nghiệm cái xếp hết cho tất cả các chị, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn mấy chị. Bên em là trang sức đồng đỏ, tất cả đều có phiếu dịu vàng ở bên trong và có kèm theo cái phiếu bảo hành trọn đời không bên màu cho các chị. Trang sức đồng đỏ mình là nó trị huyết áp tại tay chân cái mồ hôi tay chân cho các chị. Đồng đỏ và đồng vàng nó đều trị bệnh giống nhau hết luôn các chị ơi. Đồng đỏ và đồng vàng đều trị bệnh huyết áp tại tay chân lúc mồ hôi tay chân. Kim tiền nha, chờ tất cả các chị. Rồi giờ em sẽ bên em lắp phá hộp rất là nhiều mẫu nha mấy chị. Chị nào muốn mua thì comment lên giùm em. Em sẽ lấy nó lên cho các chị xem. Bộ xi măng này là em đeo luôn bằng tay không tháo ra. Xi măng là 2 ly mã số 2. Có cái giá 600k một bộ, 6 chiếc. Đeo siêu bền luôn đó các chị ơi. Nó giống vàng 18k, chuẩn vàng 18k các chị. Đây. Em đang đeo là cái bộ xi măng 2 ly mã số 2 600k một bộ, 7 chiếc. Đeo luôn trong tay luôn, không tháo ra luôn rồi các chị. Bao đẹp luôn. Xin nghe ngay lên mạng thứ hai. Chào chị Diễm Nguyễn, chào chị Mai Vệ, chào tất cả các chị mình đang xem live các chị ơi. Bên đây là cái vòng mã 20, cái vòng to to đem lên đây được. Cái màu đồng đỏ nó đẹp như chất vàng 18k, các chị mình muốn mua thì comment lên giùm em ha. Lấy lên cho các chị mình xem hết. Đó. Cái màu đồng đỏ nó đẹp như chất vàng 18k. Bên em bảo hành trọn đời không may mòn cho các chị. Em đang đeo là cái vòng mã 40 màu vàng 850. Chị nào chốt comment cho em là vòng mã 40 và kèm số điện thoại cho em 850. Em đang đeo là cái vòng màu vàng rất là đẹp các chị. Chào chị Hân Bùi, chào chị Tiên Vôn Hoa, chào tất cả các chị mình đang xem live các chị. Chào chị, chào tất cả các chị mình đang xem live luôn, mình đang live
em chấm chấm bài giúp em, cảm ơn các chị. Vòng mã 20 nó có cái giá 500. Em sẽ tặng 5 chiếc nhẫn cho 5 chị mua hàng đầu tiên bên shop em nha các chị, 5 chiếc nhẫn kim tiền cho 5 chị lên số điện thoại mua hàng đầu tiên ở bên shop em. Em chào tất cả các chị đang xem live. Chào chị Nguyễn Bích Hằng, chào tất cả các chị mình đang xem live nha. Rồi để em đặt cái mã nhẫn cho các chị mình dễ chốt nè. Nhẫn đây là nhẫn mã 71 200k miễn phí ship. Nhẫn đây là nhẫn mã 57 300, màu nào cũng có. Nhẫn đây là nhẫn mã 60 300, màu nào cũng có. Nhẫn xi men 200. Nhẫn xi men 200. Còn cái này là nhẫn thâu đồng vàng từ 5 phân tới 1 cây. Chị nào thích lấy bao nhiêu chị nói em nói giá cho các chị chốt. Rồi cái nhẫn này nhẫn mã 73 300, màu nào cũng có. Nhẫn mã 73 300. Nhẫn mã 105 300, màu nào cũng có. Nhẫn set 12 em đang đeo. Nhẫn này nhẫn set 12 em đang đeo. 250 quý chị. Nhẫn set 12 này là 250. Vòng set 12 650. Vòng set 12 650. Đôi bông set 12 250 miễn phí ship. Đi đơn hàng lẻ vẫn miễn phí ship cho các chị mình hết. Các chị mình mua cái gì cứ comment lên giùm em, chấm bài lên giùm em. Bên em gọi điện chốt đơn từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cho nên là các chị chú ý nghe điện thoại nhận mã, chú ý nghe điện thoại nên em gọi chốt đơn cho các chị giùm em. Nên nhận kiểu nhỏ nhỏ. Rồi ok. Quên nói ra hết để bỏ cái mẫu mảnh này bỏ ra. Nó thú vị nè. Chị Linh Nghi hả? Chị không biết làm nó mất khóa đó. Đây đây để em bày chị làm luôn. Đây đây nó đây đúng không? Lâu lâu các chị phải tự chỉnh mất khóa lại giùm em nha. Đây cái bên đây là cái bấm. Cái bấm thì các chị cho nó cao hơn cái bên này tí xíu. Bên không có bấm thì nó sẽ đi vô và bên này nó sẽ mấy chị nhấc nó ra nè. Nhấc nó lên tí nè. Còn cái phần này là các chị cho nó vô. Phần này các chị cho vô tí là nó sẽ chặt hơn nè mấy chị, bên cao bên thấp là nó sẽ chặt hơn nè. Đó, không bao giờ rớt nữa các chị nha. Lâu lâu các chị mình đeo các chị mình cũng phải từ điều chỉnh nó, tại vì các chị mình đeo là nó sẽ lỏng ra từ 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 từ, các chị phải tự điều chỉnh nó thì nó mới chắc lại được. Đó, cái khớp này là mấy chị nhấc nó rộng ra hơn hơn cái này, nhấc nó dài ra nè, còn cái này thì bóp nó lại nè, rồi nó sẽ bên cao bên thấp vậy đúng không, là nó sẽ chặt luôn nè. Đó, tất cả xi men mọi thứ các chị đeo vàng thật cũng vậy, lâu lâu nó lờn ra thì các chị cũng phải tự điều chỉnh lại, tự điều chỉnh lại. Chị nào không biết thì cứ gọi Zalo bên em hướng dẫn cho các chị. Chị chốt cho em một nhẫn bông mai lớn đồng đỏ. Nhẫn bông mai lớn đồng đỏ. Bên em có một cỡ thôi chị. Bên em nhẫn đồng đỏ là 250, nhẫn đồng vàng là 200. Nhẫn bông mai đồng đỏ là 250, nhẫn bông mai đồng vàng là 200k miễn phí ship. Các chị chốt thì cứ để mã ra kèm số điện thoại em. Em chào chị Tú Trinh nha, chào chị Ngọc luôn. Chào tất cả các chị. Bên em đang mưa to làm cái chị nào đó. Hả? Bên em đang mưa to làm cái chị nào đó. Bên em đang mưa to lắm, mấy chị nghe rõ không mấy chị? Em chào chị Phạm Thiệu Anh. Chào tất cả chị này đang tương lai luôn mấy chị ơi. Vòng mã 43 siêu đẹp luôn, có giá 400. Chị nào chốt comment cho em vòng mã 43 và kèm số điện thoại giùm em, có cái giá 400. Chị nào chốt comment cho em là vòng mã 43 và kèm số điện thoại của em nha chị, có cái giá 400. Vòng 47 400.
vòng 47 kèm số điện thoại nên nó có cái giá 400 vòng 47. Vòng kim tiền chiếc 250, vòng kim tiền đôi 400. Bao đẹp luôn. Vòng kim tiền chiếc 250, vòng kim tiền đôi 400. Nhẫn kim tiền chiếc 150 miễn phí ship, nhẫn kim tiền đôi 170 miễn phí ship luôn mấy chị. Đeo thay thế vào 18K hoàn toàn, có thể làm mới đồng đỏ tại nhà. Các chị đang chanh cho bông rửa chén rửa sạch sẽ, sấy thật là nóng. Cách làm mới đồng đỏ tại nhà nó khá là đẹp. Các chị mình rửa chanh cho bông rửa chén rửa nha. Chị đặt chốt lên mã kèm số điện thoại giúp mình em nha chị. Còn cái nhẫn hoa kèn là 350, chỉ có đồng vàng không có đồng đỏ chị ơi. Nhẫn hoa kèn 350. Chào chị Hồ Điệp, chào tất cả các chị mình đang theo dõi. Vòng Nam Mô A Di Đà 380, chị là chốt comment cho em vòng Nam Mô A Di Đà kèm số điện thoại cho em 380. Vòng Nam Mô A Di Đà nên nhẫn hả em? Anh cho em cái mâm nhẫn đó đã đặt đó, nó có mấy cái kiểu nhỏ nhỏ. Chị nào mà thích xem rõ hơn thì các chị cũng có thể kết bạn Zalo giùm em á, trong đó cũng có đầy đủ hình ảnh cho các chị lựa chọn luôn. Chào chị Mai Nguyễn, chào tất cả các chị. Nhẫn nhỏ nhỏ là nhẫn mã 65 200k, màu nào cũng có. Chị ra chốt comment cho em là nhẫn mã 65 kèm màu kèm số điện thoại cho em, màu nào cũng có 200k luôn đó chị. Chào chị Khuyên Vân nha. Tất cả bên trong đều có phí hiệu vàng hết nha chứ chị. Thực hiện tra hàng trước khi thanh toán hết luôn đó chị ơi. Em chào chị Ngọc Lê nha. Chào chị Hồng Thắm. Chào tất cả các chị đang xem live. Chào chị Khuyên Vân nha. Rồi nhẫn mã 65 lên đó chị, có cái giá là 200k miễn phí ship. Tất cả bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị, bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nhận 65 kèm số điện thoại nha. Rồi đây giống chiếc nhẫn em đang đem, nhẫn mã 57 300. Màu nào cũng có cho các chị hết. Nhẫn mã 57. Chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 57 kèm màu kèm số điện thoại cho em có cái giá 300. Nhẫn mã 57 các chị kèm mã và kèm số điện thoại với em trước đây các chị. Nhẫn mã 57 có cái giá 300k, màu nào cũng có hết các chị ơi, cả màu trắng cho các chị luôn. Nhẫn mã 57 kèm màu kèm số điện thoại cho em 300. Nhẫn hồ ly kèm màu kèm số điện thoại cho em. Dạ em chào chị Huỳnh Ngọc An Nhiên nha. Chào chị Phan Thuyền Nga. Cho xem nhẫn đi chị. Rồi em đang la nhẫn này chị ơi. Chị chốt mã nào chị cứ để mã kèm số điện thoại giùm em. Bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị nha. Kiền em đang đeo kiền dẻo 400 chị ơi. Kiền dẻo khá tròn 400. Có cọc dây chuyền là nhỏ nhỏ không? Dạ có chị. Chị nào chốt comment cho em nhẫn hồ ly kèm màu kèm số điện thoại cho em 200k miễn phí ship. Dây em đang đeo 600 chị ơi. Dây 86. Dây 86 600. Các chị có bất cứ thắc mắc gì các chị cứ gọi trực tiếp về số Zalo cho bên em sẽ xử lý hết tất cả cho các chị các đơn hàng nha. Thì bông mai đồng đỏ ôm mình ta đứt đại không? Dạ có chị ơi. Có bông còn tan không? Có chị. Lấy cái bông còn tan cho khách sạn. Dạ em chào chị Phan Thị Phương. Simen em đang đeo 600. Simen 2 ly mã số 2 chị. Chị đã chốt comment cho em Simen 2 ly và kèm số điện thoại cho em mã số 2. 2 ly mã số 2 có cái giá là 600 mẫu mới đó các chị. Mẫu mới em đeo luôn trong tay của em luôn á, không tháo ra, rất là bền đẹp luôn nha mấy chị. Có bông ôm vành tay nha chị. Bên em mà nhận được hàng các chị là bên em gọi liền cho các chị á. Dây chuyền em đang đeo dây 86 nha chị, 600 chị ơi.
dây chuyền nhỏ nhỏ đây để em lên cho các chị luôn, rồi tí xíu em sẽ lên nhận cho các chị nha. Dây 86 có cái giá 5 quên lộn, dây 101 550. Chị nào chốt comment cho em năm dây 101 và kèm số điện thoại cho em luôn. Dây 101 550. Được rồi. Chị nào chốt comment cho em dây 101 và kèm số điện thoại cho em luôn. Dây 101 550. Em máy ở đây được không? Hả? Em máy ở máy này được không? Chị nào chốt, dạ em chào tất cả các chị. Có bông tai đồng đỏ ôm đít đẩy không chị? À có chị ơi. Chào tất cả các chị mình đang xem live luôn. Em chào chị Phan Diễm nha. Chị nào chốt comment cho em là dây 101 có chọn bộ hột đen không chị? Có màu xanh dương chị ơi. Có màu xanh dương thôi chứ không có màu đen chị. Dây 101 kèm số phận cho em 550. Mặc túi tiền nhỏ 200 luôn đó chị ơi. Mặc túi tiền nhỏ 200. Đi xuống đây nhìn coi nó được chưa vậy nè. Rồi em lên cái nhẫn nó giống em đang đeo luôn nè mấy chị. 300k. Có màu trà cho mấy chị luôn nè. Màu trà. Màu xanh dương nè. Màu trà, màu xanh dương, màu xanh lá. 300k hết luôn mấy chị. 300k miễn phí ship. Chị nào chốt comment cho em là nhẫn mã 60 kèm màu, kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị. Em chào chị Thời Ra Thái nha. Chào chị Thảo Lê, chào chị Trang Nguyễn, chào chị Văn Huỳnh. Chào tất cả các chị mình đang xem live mấy chị ơi. Chị nào chốt comment cho em là nhận mã 60 kèm màu, kèm số điện thoại cho em 300. Nhận mã 60 có cái giá 300k luôn mấy chị. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 60 kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu cho các chị nha. Đây bông cho khách xem như bông tàu tan luôn. Rồi. Bông 49 có cái giá 200. Có 2 3 màu gì á. Chị đang chốt comment cho em là bông 49 là kèm số điện thoại em có giá 200 đít đẩy đây chị ơi. Đít đẩy có mấy màu. Bông 38 cũng có giá 200 luôn. Cũng có mấy màu á. Chị nào chốt comment cho em bông 38 và kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị. Bông 38 có giá 200, miễn phí ship hết cho các chị mình luôn nha. Bông 109 308. Chị nào chốt comment cho em bông 109 và kèm số điện thoại giúp em 308. Kèm mã và kèm số điện thoại giúp em luôn ha. Bông 109 có cái giá 308. Kèm mã và kèm số điện thoại của em. Nhẫn mã 61 kèm màu, kèm số điện thoại cho em luôn 200k. Nhẫn mã 61 200k kèm màu và kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị. Đó, chị đã chốt comment cho em là nhẫn mã 61 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em có cái giá là 200k miễn phí ship. Ở bên trong có ký hiệu vàng hết cho tất cả các chị. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái đồng đỏ và đồng vàng này nó đẹp lắm các chị, nó chuẩn đẹp màu vàng 18k mà có ký hiệu vàng bên trong. Nó đều trị bệnh huyết áp, tê tay chân, rút mồ hôi tay chân cho tất cả các chị mình luôn. Nhẫn mã 61 kèm màu, kèm số điện thoại cho em luôn 200. Nhẫn mã cái này 62 nha. Nhẫn mã 62 có cái giá 300. Chị đã chốt comment cho em nhẫn 62 và kèm số điện thoại cho em luôn. Em chào chị Chi Bích nha, chào chị Hồng Quân, chào tất cả các chị đang nhìn cái live em luôn. Chị đã chốt comment giúp giùm em là
nhẫn mã 62 kèm màu kèm số điện thoại cho em 300, bao sang bao ngày luôn chị ơi. Nhẫn 62 300. Nhẫn 64 250. Nhẫn 64 250. Em chào chị Phương Võ. Chào chị Vũ Nguyễn, chào chị Tư Nguyễn. Chào tất cả các chị mình đang nghe, chào chị Ngọc Thủy nha. Chị nào chốt comment cho em là nhận mã 64 kèm màu kèm số điện thoại cho em 250. Nhận mã 64 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Tất cả bên trong có tín hiệu vàng cho các chị mình hết ha. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn đó chị. Nhận ngũ sắc 300. Chị nào chốt comment cho em nhận ngũ sắc và kèm số điện thoại cho em có giá 300 ngũ sắc. Bên em có nguyên set ngũ sắc cho các chị luôn anh. Nhận mã 66 200. Nhận mã 66 kèm màu và kèm số điện thoại cho em có giá 200. Chị nào chốt comment cho em là nhận mã 66 kèm màu và kèm số điện thoại giúp cho em luôn, có giá 200. Nhận mã 66 kèm màu và kèm số điện thoại của em luôn chị. Ở trên bảng nhà em cũng có hai số Zalo, trong đó em cũng đăng đầy đủ hình ảnh. Chị nào thích chốt đơn qua đó cũng được, mai sẽ có nhân viên rep thì nhắn cho tất cả các chị. Nhận mã 68 có giá 200. Nhận mã 68. Em chào chị Kiều Phượng nha, chào tất cả các chị. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 68 và kèm số điện thoại cho em có giá 200k. Nhận mã 68 kèm màu và kèm số điện thoại cho em chúc lên tất cả các chị. Nhận mã 68 có giá 200. Rồi em qua mẫu luôn. Nhận mã 69 kim tiền xoàn 200k, màu nào cũng có. Nhận 69 200k kèm màu và kèm số điện thoại của em luôn đó chị. Em chào chị Nguyễn Thị Duyên nha, chào chị Ngọc Lê, chào tất cả các chị mình đang xem live đó chị ơi. Chị nào chốt comment giúp cho em là nhận mã 69 và kèm số điện thoại cho em màu nào cũng có 200k. Các chị chốt cứ để lại mã kèm số điện thoại đây. Nhẫn kỳ lân kim tiền 250. Nhẫn kỳ lân kim tiền và kèm số điện thoại đây 250. Rồi em đang cái nhẫn giống cái nhẫn em đang đeo đây luôn. Nhẫn mã 72. Nhẫn mã 71 200. Miễn phí ship có 3 màu. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 71 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Vòng em đang đeo vòng set 12650 chị ơi. Còn cái vòng này vòng mã 40850. Vòng mã 40 kèm số điện thoại giùm em 850 luôn đó chị. Vòng mã 40850. Các chị chốt cứ để mã kèm số điện thoại giùm em. Cái vòng đây màu trà, em đang đeo là cái màu trà bao đẹp luôn. Rồi nhận mã 71 200k kèm màu kèm số điện thoại với em luôn. Vòng mã 71 200. Nhận mã 71 chứ em nhầm. Nhận cẩm thạch hột dưa 200. Chị nào chốt comment cho em nhận cẩm thạch hột dưa và kèm số điện thoại cho em 200. Nhận cẩm thạch dưa. Nhận mã 72 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn 200. Nhận mã 72 có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Có cái giá 200k, đơn hàng với shop em là đi miễn phí ship hết cho tất cả các chị. Chào chị Phan Bảy nha, chào chị Như Trần, chào chị Hoàng Thị Kim Hà nha, chào tất cả các chị. Rồi bây giờ em sẽ lên cái nhẫn giống em đang đeo đây ha. Nhẫn mã 73. Nhẫn mã 73 có cái giá 300 luôn đó chị.
mã 73 kèm màu, kèm số điện thoại của em ha. Đây có màu đen pha rêu, đây có màu xanh pha rêu, đây có màu xanh pha trắng. Xin men hả chị? Đổ ok chị. Nhẫn mã 73 kèm màu, kèm số điện thoại của em có giá 300k. Màu nào cũng có cho các chị mình hết. Màu nào cũng có cho các chị mình thấy ha. Rồi em lên xin em các chị nha. Đó, đến không? Simen, tất cả simen bên em là chuẩn đẹp màu vàng 18k luôn mấy chị ơi. Nhà nghiên cứu người ta đã nghiên cứu thành công với màu vàng 18k bao đẹp thì các chị. Có kính hiệu vàng ở bên trong hết, bảo hành trọn đời không bên ngoài cho tất cả các chị. Rồi bây giờ em sẽ lên simen cho các chị. Simen kim tiền 4 ly, tất cả có kính hiệu vàng ở bên này hết nha mấy chị nha. Rồi em mua mấy bộ mà bị rảy cái móc. Giờ gửi lên chị Phan Mỹ hả? Có gì chị cứ lên số điện thoại mai bên em tư vấn cho chị nha chị ơi. Chị là chốt comment giùm em là simen, simen kim tiền kèm số điện thoại đang có giá 700. Simen kim tiền đeo thay thế vào 18k hoàn toàn luôn mấy chị, chuẩn đẹp màu vàng 18k. Đeo cái này với chị huyết áp tê tay chân, thuốc mồ hôi tay chân cho các chị luôn. À, bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Chị là chốt comment cho em simen kim tiền kèm số điện thoại cho em có giá 700. Simen kim tiền kèm số điện thoại cho em. Dạ có gì chị cứ lên số điện thoại giúp giùm cho bên em, mai chụp ảnh Zalo bên em coi thử coi thợ có làm được không hả chị. Simen simen trơn 7 ly có giá 750. Chị đã chốt comment cho em là simen trơn 7 ly và kèm số điện thoại cho em ha. Simen trơn 7 ly có giá 750. Simen kim tiền 7 ly 850. Chị đã chốt comment cho em simen kim tiền 7 ly và kèm số điện thoại cho em luôn chị ơi, có giá 850. Simen kim tiền 7 ly. Số Zalo ở rồi ok chị, số Zalo đó chị. Simen gu xì mã số 1 có giá là 700. Chị là chốt comment cho em simen gu xì mã số 1 và kèm số điện thoại cho em. Đeo thay thế vào 18k hoàn toàn luôn chị, độ bền của nó rất là cao ha. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18k luôn. Simen kim cương có cái giá 600. Chị là chốt comment cho em simen kim cương và kèm số điện thoại của em luôn, có cái giá 600. Simen kim cương. Chị là chốt kèm mã kèm số điện thoại của em trước đây cho tất cả các chị. Simen kim cương 600, có khí nhiều vàng ở bên trong hết cho các chị mình luôn ha. Em đang đeo là một cái set 12. Chị nào muốn lấy chiếc nhẫn 250. Có simen đang đeo. Simen em đang đeo là 2 ly mã số 2. 600, em lấy lên chị xem luôn nha. Rồi các chị chờ em tỷ đi nha. Simen nông chỉ nó có cái giá 500. Chị nào chốt comment cho em simen nông chỉ và kèm số điện thoại giúp em luôn chị. Simen nông chỉ có cái giá 500. Simen em đang đeo là simen 2 ly mã số 2 mấy chị ơi, siêu bền siêu đẹp luôn, 600k một bộ. Simen nông chỉ và kèm số điện thoại cho em luôn 500. Simen nông chỉ. Simen 2 ly mã số 1 600. Chị nào chốt comment cho em simen 2 ly mã số 1 và kèm số điện thoại này luôn ha, có cái giá 600. Simen 2 ly mã số 1 kèm mã và kèm số điện thoại cho em, mà bên em là trang sức đồng đỏ chuẩn đẹp màu vàng 100k.
xi men sấy kim cương có cái giá 500k một bộ. Xi men sấy kim cương. À, chị nào chốt comment cho em là xi men sấy kim cương và kèm số điện thoại cho em có cái giá 500. Xi men sấy kim cương tất cả bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị. Xi men bông lúa có cái giá 600 luôn. Xi men bông lúa. À, chị nào chốt comment thì em xi men bông lúa và kèm số điện thoại này. Xi men bông lúa có cái giá 600. Bên shop em chỉ là mua hai bộ là tặng kèm nhận kim tiền. Đi ra nhà là miễn phí ship cho các chị mình hết. Rồi bây giờ em sẽ lên xi măng trà neo 7 ly 850. Chị nào chốt comment cho em xi măng trà neo 7 ly và kèm số điện thoại này luôn đó chị. 850. Xi măng trà neo 7 ly. Các chị chốt để mã kèm số điện thoại giúp em nha. Xi măng trà neo 7 ly 850. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18K luôn đó chị. Bên em bảo hành trọn đời không bay màu với các chị. Nhà nghiên cứu người ta đã nghiên cứu thành công nó màu vàng 18K rất là đẹp các chị đang nhận ra. Xi măng em đang đeo khóa lưỡi gà, sao em tìm biết không thấy cái bộ đó ta? Không thấy trong này luôn á. À đây đây đây. À, xi măng 2 ly mà số 2 giống em đang đeo nè mấy chị. Móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà nha chị. À, 600K một bộ chị ơi. À, chị nào chốt comment cho em là xi măng 2 ly mã số 2 kèm số điện thoại nè. Em đang đeo luôn trong tay là mấy chị em không tháo ra luôn á. Đó, em đang đeo luôn trong tay, cái màu nó bóng sáng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị. Em thấy nếu mà đeo miếng bây giờ là giống y xì vàng 18K luôn á, rất là bền đẹp luôn. Chị nào chốt comment giúp giùm em là xi măng 2 ly mã số 2 kèm số điện thoại cho em. Móc khóa lưỡi gà ha, để em mở ra cho các chị xem. Móc khóa là móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà hết cho các chị luôn nha. Chào chị Yến Lê nha, chào tất cả các chị mình đang xem live. Móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà. Bên em cũng có xi măng 5 nha, tí em like xi măng 5 cho các chị. Xi măng 2 ly mã số 2 600. Kèm mã và kèm số điện thoại với em chúc lên tất cả các chị. Xi măng 2 ly mã số 2. Xi măng giọt nước có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em xi măng giọt nước và kèm số điện thoại với em 700. Xi măng giọt nước. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại cho em. Ở bên em là trang sức đồng đỏ. Nó chuẩn đẹp màu vàng 18K luôn á mấy chị. Đeo cả đời cũng không bao giờ. Xi măng mã số 1 650. À, chị nào chốt comment cho em xi măng mã số 1 và kèm số điện thoại cho em. Xi măng mã số 1 có cái giá 650. Xi măng mã số 1. À, kèm mã và kèm số điện thoại cho em chúc lên các chị. Em chào tất cả các chị đang xem live nha. Chào chị Tuyết Linh nha. Gu xì mã số 2 có cái giá 700. À, chị nào chốt comment cho em gu xì mã số 2 và kèm số điện thoại cho em luôn 700. Gu xì mã số 2. Xi măng trơn 4 ly có cái giá 500. Chị nào chốt comment cho em là xi măng trơn và kèm số điện thoại lên đúng chị. Có cái giá 500. Xi măng trơn kèm mã và kèm số điện thoại với em đúng không? Có cái giá 500k. Dây chuyền em đang đeo đồng đỏ chị ơi. Dây chuyền em đang đeo là dây 86-600 chị. Xi măng nông bản. Nông là không có khóa nha mấy chị. Xi măng nông bản có cái giá 600. Ở chị nào chốt comment cho em xi măng nông bản và kèm số điện thoại cho em có cái giá 600. Xi măng nông bản. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em ha. Xi măng trà neo 4 ly có cái giá 700 luôn. Chị nào chốt comment cho em xi măng trà neo 4 ly và kèm số điện thoại cho em. Xi măng trà neo 4 ly 700.
xi măng hoa văn 4 ly 650. Chị nào chốt comment cho em xi măng hoa văn kèm số điện thoại cho em 650 xi măng hoa văn. Tất cả bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị nè. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn với chị. Xi măng nai có giá 700 luôn. Chị nào chốt comment cho em xi măng nai và kèm số điện thoại để em ơi. Có giá 700 xi măng nai. Em chào tất cả các chị đang theo dõi với chị. Rồi xi măng hoa văn 7 ly 850. Xi măng hoa văn 7 ly và kèm số điện thoại cho em 850. Chị nào chốt comment cho em xi măng hoa văn 7 ly và kèm số điện thoại cho em 850. Vòng lưới con công 900. Chị nào chốt comment cho em là vòng lưới con công và kèm số điện thoại cho em luôn ạ. Có giá 900. Vòng lưới con công. Vòng lưới mã số 4 600. Nhẫn lưới mã số 4 là 250. Vòng đì o 500. Vòng đì o 500. Chị nào chốt comment cho em vòng đì o và kèm số điện thoại cho em luôn 500. Vòng đì o. Vòng 23 700. Chị nào chốt comment cho em vòng 23 kèm số điện thoại cho em 700. Có nhẫn cho các chị mình đeo cao bao luôn ha. Nhẫn của mã 23 250. Vòng lưới mã số 3 600. Chị nào chốt comment cho em vòng lưới mã số 3 và kèm số điện thoại cho em ha. Có cái giá 600. Vòng lưới mã số 3. Chị nào chốt comment cho em vòng lưới mã số 3 và kèm số điện thoại cho em 600. Các chị đeo với nhẫn lưới trên này giùm em 200. Nhẫn lưới trên 200. Cái gì? Vòng lưới hoa văn có cái giá 900 đúng chị. Chị nào chốt comment cho em vòng lưới hoa văn và kèm số điện thoại cho em có cái giá 900. Có nhận lưới hoa văn như các chị đúng không? 300. Nhận lưới hoa văn có giá 300 luôn đó chị. Nào muốn mua thì comment hay giúp giùm em nha, em sẽ lấy hết lên cho các chị mình xem luôn mấy chị ơi. Rồi vòng lưới hoa văn có cái giá 900. Chị nào chốt comment cho em vòng lưới hoa văn kèm số điện thoại cho em 900, nhận lưới hoa văn 300 nha mấy chị. Nhận lưới hoa văn 300 kèm mã và kèm số điện thoại cho em. Cái trang sức đồng đỏ đây là nó trị huyết áp này, tê tay chân này, rút mồ hôi tay chân cho tất cả các chị mình luôn mấy chị. Bên em bảo hành trọn đời không bay màu cho các chị. Rồi đây có một cái lắc bao đẹp luôn. Lắc mã số 6 có rất là nhiều màu, 650. Chị đã chốt comment cho em lắc mã số 6 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Nhiều màu lắm đó chị. Lắc mã số 6 kèm màu kèm số điện thoại cho em 650. Chị nào chốt comment cho em là lắc mã số 6 kèm màu kèm số điện thoại cho em 650. Trang sức đồng đỏ chủng đẹp màu vàng 18K cho các chị mình đã được trang rồi. Lắc mã số 5 550. Lắc mã số 5 và kèm số điện thoại cho em 550. Em chào chị Cẩm Lụa nha, chào chị Hương Lê nha, chào chị Nhị Cẩm, chào chị Nhuận Cẩm, chào chị Mỹ Phương, chào chị My Hí nha, chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị ơi. Vòng bi mã số 6 650. Chị nào chốt comment cho em vòng bi mã số 6 và kèm số điện thoại cho em luôn các chị. Có giá là 650.
vòng tập vạn lý 450. Chị nào chốt comment cho em vòng cặp vạn lý và kèm số điện thoại cho em 450. Chưa ấy hả? Chưa cả. Nhẫn nhẫn yên ngựa có hai màu mấy chị, 200k. Nhẫn yên ngựa kèm màu kèm số điện thoại cho em ha, 200 luôn mấy chị. Đồng điệu không được. Trên đời này nó không có đồng điếu đâu mấy chị ơi, người ta họ nói vậy á. Có đồng đỏ và đồng vàng thôi mấy chị. Vòng rồng có cái giá 500. Chị nào chốt comment cho em là vòng rồng và kèm số điện thoại em mấy chị ơi, có cái giá 500. Các chị comment cho em là vòng rồng kèm mã và kèm số điện thoại cho em ha, có cái giá 500. Vòng rồng vòng mã 31 và 550. Chị nào chốt comment cho em vòng mã 31 kèm số điện thoại cho em 550. Vòng mã 31 550. Lắc mã số 3 550. Chị nào chốt comment cho em là lắc mã số 3 kèm màu kèm số điện thoại cho em không mấy chị, 550. Lắc mã số 3. Chị nào chốt comment cho em là lắc mã số 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp cho em ha, có giá 550. Đơn hàng bên shop ND là miễn phí ship cho các chị hết và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn mấy chị. Lắc mã số 3 550. Vòng trơn đồng đỏ có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em vòng trơn đồng đỏ kèm số điện thoại cho em 700k một cặp, 2 chiếc 2 cây, siêu bền siêu đẹp luôn các chị ơi. Vòng trơn đồng vàng 600. Vòng trơn đồng vàng 600 kèm mã và kèm số điện thoại cho em, 2 chiếc 2 cây siêu bền siêu đẹp. Em chào tất cả các chị. Vòng mã 20 500 đeo thay thế vàng 18k hoàn toàn cho em, đó là trang sức đồng đỏ nguyên chất. Chị bệnh huyết áp tê tay chân, rút mồ hôi tay chân cho tất cả các chị. Vòng lưới kim tiền mã số 1 có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em vòng lưới kim tiền mã số 1 và kèm số điện thoại giùm em 600. Nhẫn lưới kim tiền mã số 1 250. Nhẫn lưới kim tiền mã số 1 kèm số điện thoại cho em 250. Vòng lưới kim tiền mã số 2 có cái giá 700. Vòng lưới kim tiền mã số 2 kèm mã và kèm số điện thoại cho em 700. Vòng lưới mã số 1 có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em vòng lưới mã số 1 và kèm số điện thoại cho em ha, có cái giá 600. Vòng lưới mã số 1 và kèm số điện thoại cho em đúng không? Vòng lưới mã số 1 600. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại cho em. Em chào chị Mai Son nha. Chào chị Quách Mộng Tuyền, chào chị Thùy Dung. Con để like tới 10:40 nhé. Trời ơi. Nhắn lại cho nó đi, nói nhanh nhanh tí. Em chào chị Thùy Dung, chào chị Nguyễn Thế, chào chị, chào tất cả các chị mình đang nhận lời mấy chị ơi. Tại bây giờ, cần 10 giờ hơn, 10 giờ thôi. Cứ nói là như vậy thôi chứ còn cho nó nhanh nhanh. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị ơi. Chị nào muốn mua cái gì comment lên giùm em, em lấy lên cho các chị mình xem nha. Dạ em chào tất cả các chị. Em chào chị Bích Trân nha. Dạ em chào chị là Mai Sơn nha. Chào tất cả các chị. Vòng cặp kim cương có giá 400k miễn phí ship. Chị đã chốt comment cho em vòng cặp kim cương và kèm số điện thoại cho em
chị. Vòng tập kim cương này là bên em đúc bằng nha mấy chị, 400. Chào chị Trần Mai, chào tất cả mấy chị mình đang xem live luôn mấy chị ơi. Làm người giờ rồi, kiên nhẫn có ra ngoài đời. Rồi bây giờ em sẽ lên lắp phá hộp cho các chị nha. Các chị mình muốn mua cái gì comment lên giùm em lấy lên cho nhanh cho các chị xem. Em chào chị Mình Trang, chào tất cả các chị. Lắp 83 có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em lắp 83 kèm số điện thoại của em luôn mấy chị ơi, có cái giá 700. Lắp 83. Lắp công 28. Lắp công 28 có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em lắp công 28 và kèm số điện thoại cho em 600. Em chào chị Giáp Biển, em chào tất cả các chị mình đang xem live mấy chị ơi. Chào chị Song Thủy nha. Lắp mã lắp 27 có cái giá 500. Chị nào chốt comment cho em lắp 27 kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị, có cái giá 500 lắp 27. Các chị mình mua cái gì cứ comment lên, em lấy hết lên cho các chị mình xem ha. Lắc 47 có cái giá 400. Chị nào chốt comment cho em lắc 47 và kèm số điện thoại đây, có cái giá 400 lắc 47. Rồi cho em cái mâm nhẫn đi để em lấy nhẫn. Rồi chị nào muốn mua cái gì comment lên giùm em luôn. Vòng chạm bồng có cái giá 400k một cặp. Chị nào chốt comment cho em vòng chạm bồng và kèm số điện thoại cho em. Ở bên em trang sức đồng đỏ, chị huyết áp tê tay chân, rút mồ hôi tay chân, bảo hành trọn đời không mây màu cho tất cả các chị, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn mấy chị. Em chào chị Dương Mé nha, chào chị Võ Phúc, chào chị Mén Võ, chào tất cả các chị. Thấy đây là nhẫn mã 73 nha mấy chị, màu nào cũng có hết, 300. Chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 73 kèm màu và kèm số điện thoại cho em ha. Nhẫn mã 73 300. Hả? Rồi bây giờ em đã nhận cho các chị nhẫn mã 101 300 màu nào cũng có. Chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 101 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Tất cả bên trong có ký hiệu vàng LQDHT hết cho các chị. Đeo thay thế vàng 18k hoàn toàn. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18k mấy chị. Đồng đỏ và đồng vàng đều chị huyết áp tê tay chân, rút mồ hôi tay chân cho các chị mình luôn ha. Nó đẹp chuẩn màu vàng 18k luôn. Nhà nghiên cứu người ta đã nghiên cứu thành công màu vàng 18k cho các chị mình rồi. Đeo thời trang luôn. Em chào chị Võ Thúy Liễu, chào chị Giao Trần, chào chị Thủy Nguyễn nha, chào chị hai chị Thủy Nguyễn luôn. Chào chị Nguyễn Thủy, chào chị Hoàng Anh, chào chị Thủy Phạm, chào tất cả các chị mình đang xem live. Em chào chị Hoàng Anh nha, Hoàng Anh nhé, kiệm xong chào. Chào chị Tuyền Trinh nha, chào tất cả các chị mình đang xem live. Nhẫn mã 101 kèm màu kèm số điện thoại cho em 300. Em chào chị Mai Kim Hằng nha, chào tất cả các chị mình đang xem live với chị. Chào chị Yến Phan nha. Ở bên em là trang sức đồng đỏ, chị huyết áp nè, tê tay chân nè, rút môi tay chân nè, nó bảo hành trọn đời không mây màu cho các chị. Nhà nghiên cứu người ta đã nghiên cứu thành công cái màu vàng 18k cho tất cả các chị mình đeo thời trang luôn. Đặc biệt là cái màu nó rất là chuẩn đẹp, màu vàng 18. Vòng mã 17 có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em vòng mã 17 kèm số điện thoại cho em nhẫn mã 17 200. Nhẫn mã 17 200, vòng mã 17 600, kèm mã và kèm số điện thoại với em chúc lên tất cả các chị. Em chào tất cả các chị nghe trên live nha. Nhẫn mã 101 300 màu nào cũng có. Chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 101 kèm màu kèm số điện thoại với em mấy chị, có cái giá 300. Các chị nào muốn mua cái gì comment lên, em lấy lên cho các chị xem. Nhẫn mã 102 208 điểm phí ship. Chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 102
kèm màu và kèm số điện thoại cho em, có nhiều màu lắm mấy chị. Nhận mã 102 280 Nguyễn Thị Xích. Nhận mã 102 kèm số điện thoại cho em. Đây, cái điện thoại bên đây nó cứ bị há mồm ngoài, không bị gì hết. Nhận mã 103 300 à, có nhiều màu lắm mấy chị. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 103 và kèm số điện thoại cho em. Đây, có màu rêu, màu xanh lá cho các chị. Có cái giá 300k, miễn phí ship hết cho tất cả các chị mình luôn nha. Chị nào chốt comment cho em nhận 103 kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Phía bản cho em có hai số Zalo. Chị nào thích chốt đơn qua đó cũng được, mà các chị nhắn vào Messenger cũng được. Rồi em lên một cái nhẫn bao đẹp luôn, nhẫn mã 104 300, màu nào cũng có. Nhẫn mã 104 300 kèm màu, kèm số điện thoại cho em đúng không? Nhẫn mã 104 kèm màu, kèm số điện thoại cho em. 300, màu nào cũng có cho mấy chị hết. À, chị nào chốt comment cho em là nhẫn mã 104 kèm màu và kèm số điện thoại cho em, có giá 300k. Nhẫn 104. À, chị đã chốt comment cho em là nhẫn 104 kèm màu. Kèm màu và kèm số điện thoại giúp em luôn á chị nha. Có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị. Bao đẹp, bao sang, bao sáng luôn á chị ơi. Đây, nhẫn 104. Có cái giá 300k. Rồi em qua mẫu luôn. Nhẫn 105 à, giống em đang đeo đây ha. Giống em đang đeo, màu nào cũng có, 300. Chị nào chốt comment cho em là nhẫn mã 105 kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Có cái giá 300k. Màu nào cũng có cho mấy chị hết. Nhẫn mã 105 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em, có cái giá 300. Đơn hàng là đi miễn phí ship hết cho tất cả các chị. Nhẫn mã 105 kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Màu nào cũng có, màu nào cũng đẹp hết mấy chị. Nhẫn 107. À, chị nào không thích đeo cao thì các chị đeo nhẫn này ha. Nhẫn 107 300 kèm màu, kèm số điện thoại giùm em. Nhẫn 107 à, có ký hiệu vàng ở bên trong hết nha các chị. Cái này là trang sức đồng đỏ chuẩn đẹp màu vàng 18k luôn. Bên em kèm theo cái phiếu bảo hành trọn đời không bao giờ cho tất cả các chị, và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn. Nhẫn mã 108 300. Chị nào chốt comment cho em 108 và kèm số điện thoại cho em, 300, bao đẹp bao sáng luôn. Nhẫn 108. Cái điện thoại này nó cứ đơm nhất vậy là người ta có chưa chốt được không? Chị nào chốt comment cho em là 108 kèm màu, kèm số điện thoại cho em luôn, 300. 108 có nhiều màu lắm mấy chị. Em đang like ở đây là chưa có đủ màu đâu, nhưng mà các chị có nhiều màu lắm cho các chị lựa chọn luôn. 108 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, 300. Đơn hàng là đi miễn phí ship cho các chị mình hết. Em chào tất cả các chị. Nhẫn mã 109. Nhẫn mã 109 bao đẹp luôn, 300. Rồi ok chị Trang lên hả? Chị nào chốt comment cho em là đó là tự nhiên là đã 50 rồi. Trăm chị nào chốt comment cho em là nhận mã 109 kèm số điện thoại cho em, có cái giá 300. Nhẫn mã 109 à, chị nào chốt comment cho em 109 à, kèm màu và kèm số điện thoại cho em, có giá 300k. Nhẫn 109
nhẫn 109 kèm màu kèm số điện thoại với em luôn đó chị. Bao đẹp bao sáng, có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18k luôn đó chị. Nhẫn ngũ sắc kèm số điện thoại với em 300. Chị nào chốt comment cho em nhẫn ngũ sắc và kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá 300. Nhẫn ngũ sắc, các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chú Đăng các chị. Cái màu là chuẩn đẹp, màu vàng 18k luôn đó chị. Các chị cũng có thể vô mét chốt đơn qua đó cũng được, mai có nhân viên gửi ảnh cho các chị xem và vào Zalo cũng được các chị, số Zalo cho nó các chị. Nhẫn mã 114 350. Nhẫn 114 350. Chị nào chốt comment cho em là nhẫn 114 và kèm số điện thoại giúp em. Nhẫn mã 114 có cái giá là 350. Nhẫn nó hoa kèn đồng vàng nha mấy chị. Hoa kèn đồng vàng. Nhẫn mã 133 280. Anh chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 133 kèm số điện thoại giúp em. Nhẫn mã 133. Nhẫn mã 113 350. Nhẫn mã 113 350. Chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 113 và kèm số điện thoại giùm em 350. Nhẫn mã 113. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chúc đăng tất cả các chị mình luôn. Em chào tất cả các chị đang nhìn cái live em luôn nha mấy chị. Ok chị Trang Lê nha. Em thấy số điện thoại của chị rồi. Nhẫn nơ kèm màu kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị ơi. Có cái giá 300. Nhẫn nơ kèm màu và kèm số điện thoại cho em, màu nào cũng có cho các chị. Nhẫn nơ kèm màu và kèm số điện thoại cho em có giá 300. Các chị kèm mã, kèm màu, kèm số điện thoại cho em ơi. Rồi anh cho cái mâm này xuống dùng. Em chào tất cả các chị mình đang trong live luôn các chị. Các chị mình muốn mua gì comment lên giúp giùm em ha. Em sẽ lấy lên cho các chị mình xem. Đây bên em có nhẫn yên ngựa màu đỏ và màu xanh 200k. Chị nào chốt comment cho em là nhẫn yên ngựa kèm màu và kèm số điện thoại cho em nha. Nhẫn yên ngựa kèm màu kèm số điện thoại cho em. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18k. Bên em bảo hành trọn đời không quay màu cho các chị. Đây là trang sức đồng đỏ. Đồng đỏ và đồng vàng nó đều trị huyết áp, tê tay chân, rút mồ hôi tay chân hết luôn mấy chị. Đồng đỏ và đồng vàng. Đây bên em có vòng chân đồng đỏ 2 chiếc 2 cây siêu bền siêu đẹp 600-700k. Còn chị nào lấy đồng vàng là 600. Đồng vàng là 600, đồng đỏ là 700. Kèm mã và kèm số điện thoại nha. Vòng chạm đồng vàng 600, vòng chạm đồng đỏ 700. Vòng chạm đồng vàng là 600, vòng chạm đồng đỏ 700. Cho xem xin em với. Rồi ok chị. Ở nhà nghiên cứu người ta nghiên cứu thành công cái màu vàng 18k cho các chị đeo thời trang rồi, trang sức đồng đỏ. Độ bền là ngang ngửa vàng 18k, có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho tất cả các chị luôn nha. Xi men hoa văn 7 ly 850. Chị nào chốt comment cho em xi men hoa văn 7 ly và kèm số điện thoại của em luôn mấy chị. Có cái giá 850. Trang sức đồng vừa bền vừa đẹp như vàng 18k luôn. Xi men gu xì mã số 2 có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em xi men gu xì mã số 2 và kèm số điện thoại cho em luôn. Có cái giá 700. Gu xì mã số 2. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn nha mấy chị. Mình đang là live với anh Tháo hôm qua cũng chưa. Nhẫn bông mai đồng vàng 200k luôn mấy chị. Nhẫn bông mai đồng vàng 200k miễn phí ship.
xi măng trà neo 7 ly 850. Chị nào chốt comment cho em xi măng trà neo 7 ly và kèm số điện thoại của em luôn mấy chị. Xi măng trà neo 7 ly 850, kèm mã và kèm số điện thoại giúp em. Chốt đơn tất cả các chị. Xi măng bông lúa có cái giá 600. Xi măng bông lúa. À, chị nào chốt comment cho em xi măng bông lúa và kèm số điện thoại cho em. Ở bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn nha. Bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị. À, xi măng 2 ly mã số 1 600. Chị nào chốt comment cho em xi măng 2 ly mã số 1 kèm số điện thoại giúp cho em luôn ha. 600k một bộ. Một bộ là 7 chiếc nha mấy chị. Anh chị nào chốt comment cho em là xi măng 2 ly mã số 1 kèm số điện thoại cho em. Còn em đang đeo trong tay là 2 ly mã số 2. 600k luôn, mẫu mới luôn á mấy chị. Mẫu mới luôn. À, các chị chốt kèm mã kèm số điện thoại nha. Xi măng hoa văn 4 ly. À, có cái giá 650. À, chị nào chốt comment cho em là xi măng hoa văn và kèm số điện thoại cho em 650. Xi măng hoa văn. Xi măng gu xì mã số 1 có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em xi măng gu xì mã số 1 và kèm số điện thoại cho em. Có cái giá 700 luôn đó chị. À, bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán, có ký hiệu vàng bên trong và bảo hành trọn đời con mây màu cho các chị. Em chào tất cả các chị mình đang xem live đúng chị. Xi măng mã số 1 650. Chị nào chốt comment cho em xi măng mã số 1 và kèm số điện thoại cho em có giá 650. Xi măng mã số 1. Ủa cái này do mạng hay nó làm sao mà mình đứng biết rồi ta. Nãy giờ nó bị dậy hoài luôn á, nó tỉnh dậy cái xong nó lại bị tiếp. Em chào tất cả các chị mình đang xem lần. Chị nào muốn mua gì comment lên giùm em mấy chị, em sẽ lấy nó lên cho các chị mình xem ha. Xi măng, xi măng bên em cũng có cả xi măng 5, cho chị nào thích em xi măng 5 cũng có luôn nha mấy chị. Đây xi măng giống em đang đeo, xi măng 2 ly mã số 2 ly mã số 2, 600k một bộ. Xi măng đồng đỏ. Chuẩn đẹp cho các chị mình luôn ha. À, xi măng trà neo 4 ly 700. Chị nào chốt comment cho em xi măng trà neo 4 ly và kèm số điện thoại nghe luôn mấy chị. Có giá 700. Xi măng trà neo 4 ly. Kèm mã và kèm số điện thoại của em ha. Sao mà lại bên này nó cứ đánh mấy xi măng sấy kim cương có cái giá 500. À, chị đã chốt comment cho em xi măng sấy kim cương và kèm số điện thoại với em luôn đó chị. Tất cả bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị. Ký hiệu vàng LQDHT. Chị nào chốt comment cho em là xi măng sấy kim cương và kèm số điện thoại cho em có cái giá 500. Xi măng sấy kim cương. Kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho tất cả các chị mình luôn. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị. Rồi em lên một cái bộ xi măng siêu đẹp luôn. Xi măng kim tiền 4 ly có cái giá 700. Bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mấy chị. À, em đang đeo là 3 bộ á chị. Em đang đeo là 3 bộ. Đây là xi măng 2 ly mã số 2 mẫu mới nha mấy chị. 2 ly mã số 2. Em chào tất cả mấy chị mình đang xem live nha mấy chị. À, chị nào chốt comment cho em là xi măng kim tiền 4 ly và kèm số điện thoại cho em luôn có giá 700. Xi măng kim tiền 4 ly. À, các chị chốt cứ để lại mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn tất cả các chị mình nha. Cái like bên đây nó bị liệt rồi, nó bị há mồm đấy mà. Em chào chị V nha, chào chị Trang Lê nha, chào chị Lâm Trương nha, chào tất cả các chị, chào chị Hồng Trần, chào chị Mai Thị.
chào chị Lê chồng, chào tất cả các chị mình đang xem live luôn mấy chị ơi. Chị nào nhìn cái live em chấm chấm bài giúp em nha mấy chị. Facebook bây giờ nó quét chị lắm mấy chị ơi, ẩn comment không thấy gì luôn á. Rồi chị nào chốt comment cho em Simen Nine kèm số điện thoại cho em có cái giá 700 Simen Nine. Tất cả bên trong là có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn và được kiểm tra hàng trước khi lên đó hết luôn mấy chị. Simen Nine có cái giá 700. Simen giọt nước cũng có cái giá 700 luôn. Chị nào chốt comment cho em Simen giọt nước và kèm số điện thoại cho em có cái giá 700 Simen giọt nước, kèm mã và kèm số điện thoại cho em nha mấy chị. Simen giọt nước 700. Simen kim tiền 7 ly 850. Chị nào chốt comment cho em Simen kim tiền 7 ly kèm số điện thoại giùm em đúng không ạ? 850. Simen 5 chỉ có cái giá 500. Chị nào chốt comment cho em Simen 5 chỉ và kèm số điện thoại giùm em có cái giá 500. Simen trơn 4 ly có cái giá 500 luôn. Chị nào chốt comment cho em là Simen trơn và kèm số điện thoại giùm em có cái giá 500 Simen trơn. Vậy là nó bị ấy rồi đó. Điện thoại này nó bị liệt rồi. Nãy giờ không có xem được á. Chị vô cái bay vàng không coi thử coi là có coi được không? Bay vàng. Chị là chốt comment cho em là Simen. Simen 4, Simen 7 ly, Simen trơn 7 ly có cái giá 750. Chị là chốt comment cho em Simen trơn 7 ly và kèm số điện thoại cho em 750. Simen kim cương có giá 600 luôn đó chị. Simen kim cương. Đồng đỏ là không bị phải không chị? Dạ. Em bên khách em không nghe ai nói gì chị ơi. Chị là chốt comment cho em Simen kim cương và kèm số điện thoại cho em luôn có giá 600k luôn đó chị. Simen kim cương. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho tất cả các chị. Simen 5 bảng có cái giá 600. Simen 5 bảng. Chị nào chốt comment cho em Simen 5 bảng và 5 là không có khóa nha mấy chị. Chị nào mà xương mềm á, các chị có thể đeo Simen 5. Simen 5. Con kỳ lân sọ chuỗi con lớn 200, con nhỏ 150. Chị nào chốt comment cho em là kỳ lân sọ chuỗi kèm số điện thoại cho em, con lớn là 200, con nhỏ 150. Kèm mã và kèm số điện thoại cho em ha. Hột châu sa là 100k một hạt. Hạt kim tiền là 50k một hạt luôn đó chị. Hạt kim tiền là 50k một hạt. Và các chị chốt để mã kèm số điện thoại giùm em chốt đây cho tất cả các chị mình đúng không ạ? Đúng rồi. Sao mà nó cứ comment thật không dạng. Nó đầy thì cũng chút người lên cảnh đó. Vòng bi mã số 8 có giá 700. Chị nào chốt comment cho em vòng bi mã số 8 và kèm số điện thoại với em luôn mấy chị ơi. Có cái giá 700. Vòng bi mã số 8. Có nhẫn cho các chị mình luôn nha, có nhẫn luôn. Nha, có nhẫn á. Nhẫn mã số 5 có cái giá 200, nhẫn bi mã số 5. Nhẫn bi mã số 1. Có cái giá 200 luôn mấy chị. Nhẫn bi mã số 1 200. Nhẫn bi mã số đây mấy chị, đây nhận bi mã số 2 cũng có cái giá 200 luôn. Mã số 1 200, mã số 2 200, mã số 3 đây cũng 200 nha các chị luôn ha. Đây mã số 3 cũng 200, mã số 4 cũng 200, mã số 5 cũng 200 luôn các chị. Từ nhỏ tới lớn. Chị nào chốt có mã nào thì cứ kèm mã kèm số điện thoại cho em nhận bi 200k miễn phí ship. Đây là mã số 1 nhỏ nhất, mã số 2, mã số 3, mã số 4, mã số 5. Kèm mã kèm số điện thoại giúp cho em luôn ha, 200k có
ký hiệu vàng bên trong hết cho các chị. Ở trên bảng nhà em cũng có hai số Zalo đó các chị, các chị có thể vào đó. Mai có nhân viên rep tin nhắn cho các chị. Dạ ok chị Trang Lê nghe có nghe chị. Chị chốt mã nào cứ để mã kèm số điện thoại giúp giùm em chị ơi. Facebook này là chán thiệt. Hột châu sa bao nhiêu một hộp anh? À, chị ơi, hột châu sa là 100k một hạt, còn hạt kim tiền là 50k. Có bạn đẹp hơn. Dạ, nếu mà chị nào mua vài chiếc thì bên em cũng bán, nhưng mà không có đi đơn hàng miễn phí ship cho các chị mình được nha mấy chị. Xi-men 5 nhiêu bộ? Xi-men 5 bên em thì có hai loại chị. 5 chỉ, 5 bảng là 600, còn 5 chỉ là 500. 5 bảng là 600, 5 chỉ là 500. Xem lại vòng bi mã số 8. Là đây chị ơi, chị ơi bên mình có vòng đồng không? Dạ có chị. Nhẫn bi mã số 2 cho xem lại. Đồ ok chị. Nhẫn bi mã số 2 đi chị ơi, 200k. Chị nào chốt comment cho em nhẫn bi mã số 2 kèm số điện thoại cho em 200. Vòng bi mã số 8 700 chị. Đây vòng bi mã số 8. À, các chị chốt á, kèm mã kèm số điện thoại chính xác dùm em chú Đăng tất cả các chị nha. Đồng bào đeo của bên không? Cái này bên em bảo hành trọn đời không bay màu luôn chị. Em phải like cái bay phụ của em á mấy chị ơi. Bay chính của em nó bị xì ban mà không like được luôn. Nó bị xì ban luôn á chị. Cho nên là bên cái bay phụ này toàn khách lạ thì vào xem. Nhận trọ như tiền nhận trọ. Nhận nón trọ là nhận kim tiền chiếc là 150, nhận kim tiền đôi 170 mấy chị. Còn chị nào lấy nhận đây là nhận đồng vàng ha. Nhận đồng vàng. Trời ơi, cái. Nhận bông mai đồng vàng là 200k chị ơi. Nhận bông mai đồng vàng 200k. Chị nào lấy bông mai đồng đỏ là 250. Còn nhận đây nhận yên ngựa 200k luôn chị. Nhận yên ngựa 200k. Có hai màu, cẩm thạch và màu đỏ. Các chị chốt thì kèm mã và kèm số điện thoại em ha. Đây là vòng bi mã số 8 nha chị. 700. Chị đã chốt comment cho em là vòng bi mã số 8 và kèm số điện thoại giùm em 700. Vòng bi mã số 8 em đang đeo là cái set 12 nè các chị. Em đang đeo là nguyên cái set 12. Chị nào lấy chiếc nhẫn 250, cái vòng 650, cái mặt 250 và đôi bông 250 luôn mấy chị. Đôi bông 250. Dạ các chị chốt cứ để mã kèm số điện thoại giúp em ha. Có vòng đồng vàng chị ơi, vòng trơn đồng vàng 2 chiếc 2 cây 600k một cặp. Chị nào chốt comment cho em là vòng trơn đồng vàng và kèm số điện thoại với em. Vòng trơn đồng đỏ là 700 mấy chị. Vòng trơn đồng đỏ 2 chiếc 2 cây 700. Vòng trơn đồng vàng là 600. Các chị chốt thì cứ để chính xác mã và kèm số điện thoại cho em. Chị nào thích đó, chị nào thích chốt đơn qua Zalo cũng được mấy chị ơi, tại vì Facebook bây giờ nó đang hạn chế đó, cho nên là cứ bị dân like với lại các chị xem like cũng comment nó cũng ảnh hết, là bên em cũng không nhìn thấy chấm chấm bài giùm em mấy chị ha. Trời ơi, để mười giờ 40 thì đó sợ nói 10 giờ 40 chứ 10 giờ đi. Nếu nó muộn quá thì nói nó thôi đi để thôi, đắt đâu cắn rồi. Nên chịu khó lai lâu một tí. Thôi giờ thì nghe như cô nhầy với khuyên cô nhầy rồi. Nhưng thôi. Sớm từ thằng loại 10 giờ 40 chẳng hạn chứ. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn mấy chị. Em chào chị Huỳnh Mèn nha, chào chị Dung Nguyễn, chào chị Nguyễn Thanh. Chào chị Phượng lâu quá mà. Thế đó, mà dạ em chào tất cả các chị mình đang xem live chấm chấm bài lên cho em luôn chị ơi. À, chị Trang Lê hình như chị có số điện thoại rồi đúng không chị? Chưa. Hả? Chưa. Chị chưa có số điện thoại lên giùm em mà có rồi thôi chị ha, hình như trên có rồi. Không. Cái này là tiền dẻo kèm số điện thoại cho em giống em đang đeo nè mấy chị. Xem xem em bạn. Tiền dẻo có cái giá là 400. Cái mặt mã 78 này là 250 đâu mấy chị ơi. Mặt mã 78 kèm số điện thoại cho em 250.
2 ly mã số 2 và kèm số điện thoại cho em nha mấy chị. 600k. Đây em đeo luôn trong tay em nè. Em đeo em test thử mà em thấy rất là ok luôn mấy chị. Đeo tắm rửa tẹt da thoải mái, tràn bóng căng sáng luôn mấy chị ơi. Đặc biệt là cái mẫu mới này là đeo ok lắm. Không ra xanh ra đỏ gì luôn. Đang làm càng ngày thành công như giống vàng 18k y xì luôn á mấy chị. Không ra xanh ra đỏ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì ta? Nó không dị ứng nha mấy chị. Cho những người mà kích hay kích ứng da kinh khủng cũng không vấn đề gì luôn. Đó, em đang đeo test thử chắc được gần 10 hôm rồi ha. Rất là ok. Này là Simen mẫu mới. Simen này là Simen 2 ly mã số 2. Chị nào chốt comment cho em là 2 ly mã số 2 và kèm số điện thoại cho em. 600k một bộ. 600k một bộ. Để lấy cái 2 ly mã số 2 và kèm số điện thoại cho em. Tất cả có ký hiệu vàng ở trong đây hết cho các chị. Ký hiệu vàng như vàng 18k và có móc phá bóng, móc phá lưỡi vàng cho tất cả các chị mình hết luôn ha. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nói chung là có ký hiệu vàng hết cho các chị mình. Móc phá bóng, móc phá lưỡi vàng hết luôn mấy chị. Chị nào chốt comment cho em là Simen 2 ly mã số 2 và kèm số điện thoại cho em 600k. 2 ly mã số 2. Vòng kim tiền đôi 400, vòng kim tiền chiếc 250. Cho em coi cái phá chị ơi. Phá hộp chị á, quên lộn. Phá lưỡi gà chị ơi. Móc phá bấm, móc phá lưỡi gà. Móc phá bấm, móc phá lưỡi gà hết cho các chị nha. Như vàng 18k luôn. Cho nên là các chị đeo và yên tâm. Tại vì trong này là có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn nha. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn các chị. Chị ra chốt comment cho em là Goose Simen 2 ly mã số 2. 2 ly mã số 2. Có cả 2 ly mã số 1 nữa. 2 ly mã số 1. Đây Simen 2 ly mã số 1 cũng có cái giá 600 luôn, móc phá bấm, móc phá lưỡi gà luôn. Chị ra chốt comment cho em là Simen 2 ly mã số 1 và kèm số điện thoại nha em ạ. Simen 2 ly mã số 1 có cái giá là 600k một bộ luôn mấy chị, 600k một bộ luôn. Vòng kim tiền đôi 400, vòng kim tiền chiếc là 250. Chị nào chốt comment cho em vòng kim tiền đôi hoặc là vòng kim tiền chiếc và kèm số điện thoại giúp em. Các chị chốt kèm mã và kèm số điện thoại giúp em, chúc rằng tất cả các chị. Ở bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn, bảo hành trọn đời, không mê màu cho các chị. Đồng đỏ, chị huyết áp, tê tay chân, rút mồ tay chân cho các chị mình đúng không ạ? Vòng bi mã số 6, 650, kèm màu, kèm số điện thoại cho em, có nhiều màu lắm đó chị. Lắc bi mã số 6, kèm màu, kèm số điện thoại cho em, 650. Em chào tất cả các chị. Chào tất cả các chị mình đây hôm nay. Rồi các chị mình muốn mua gì comment lên giùm em ha. Lắc mã số 3, 550. Có rất là nhiều màu. Chị nào chốt comment cho em lắc mã số 3, kèm màu, kèm số điện thoại cho em, 550. Đơn hàng là đi miễn phí ship cho các chị mình hết. Và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn á chị. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Rồi em qua mẫu luôn ha. Các chị mình muốn mua gì comment lên giùm em luôn. Vòng mã 43 có cái giá 400. Chị nào chốt comment cho em vòng mã 43 và kèm số điện thoại em luôn, có cái giá 400. Vòng mã 43 kèm mã và kèm số điện thoại em. Vòng bát nhã 350. Chị nào chốt comment cho em vòng bát nhã kèm số điện thoại cho em. 350. Bông tai chị thích bông tai loại gì chị ơi? Em lên cho anh nhanh. Vòng nhẫn bát nhã lớn 200, nhẫn bát nhã nhỏ là 170 miễn phí ship. Lên kiềm cổ đi chị. Rồi ok chị. Kiềm mã số 1 phá hộp. Có ký hiệu vàng ở trên móc khóa hết cho tất cả các chị nha. Kiềm mã số 1 450. Chị nào chốt comment cho em kiềm mã số 1 và kèm số điện thoại em luôn mấy chị. Kiềm mã số 1
mặt 164 208. Chị là chốt comment cho em mặt 164 kèm số điện thoại giúp em ha. 208 mặt 164. Kiền mã số 3, bao sáng bao đẹp luôn. Phá hộp có ký hiệu vàng ở bên trên hết cho tất cả các chị. Chị là chốt comment cho em là kiền mã số 3 và kèm số điện thoại cho em 450k. Mặt túi tiền cá chép 208. Mặt túi tiền cá chép 208. Chị là chốt comment cho em là mặt túi tiền cá chép và kèm số điện thoại cho em 208. Kiền mã số 3 450. Kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chú đơn tất cả các chị. Kiền mã số 4 có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em kiền mã số 4 và kèm số điện thoại giúp em luôn, có cái giá 600. Kiền mã số 4, kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chú đơn các chị. Đây là kiền bính. Kiền bính này nó có cái vòng combo luôn ha. Vòng 46 có cái giá 400. Chị nào chốt comment cho em vòng 46 và kèm số điện thoại cho em luôn 600. Vòng 46 400, em nhầm 400. Bây giờ đây nhận hả? Đây là dịch chuyển. Mặt mã số 9 250 này. Mặt mã số 9 250. Bao đẹp luôn mấy chị ơi. 208. Chị nào chốt comment cho em mặt mã số 9 kèm số điện thoại cho em 208. Các chị mình muốn mua gì á comment rõ rõ giùm em, kèm mã kèm số điện thoại bên em chốt đơn cho tất cả các chị mình ha. Chốt đơn cho tất cả các chị. Rồi ok chị Trang Lan nha, cái simen này đeo ok luôn á chị ơi, đeo ok lắm. Do em đang đeo thử rồi 10 ngày nay rồi. Rất là ok luôn. Rất là ok. Dây 63 700, càng lúc là làm càng thành công rồi, rất là đẹp luôn, chuẩn màu vàng 18k đó chị. Đây thời trang của em đang đeo cái nhẫn này, đây là nhẫn mã 73 hả? 73 để đâu vậy? Còn bên đây là 71 hả? Các chị mình ơi, các chị mình mua gì cứ comment lên giùm em á, em sẽ lấy lên cho các chị xem và comment rõ rõ giúp giùm em được không các chị. Dây mã 63 700, chị là chốt comment em dây 63 và kèm số điện thoại cho em luôn. Dây 63 có cái giá 700, dây đồng đỏ mấy chị, chuẩn đẹp màu vàng 18k các chị. Dây mã 85 550, chị đặt chốt comment cho em dây mã 85 kèm số điện thoại giùm em 850. Dây mã 85 550. Dây mã 85 kèm số điện thoại cho em 550. Dây mã 22 650, chị đặt chốt comment cho em dây mã 22 và kèm số điện thoại giúp em luôn đó chị. Dây 22. Dây 33. Dây 33 có cái giá 800. Chị là chốt comment cho em dây 33 kèm số điện thoại giùm em 800. Dây 23 650. Chị là chốt comment cho em dây 23 kèm số điện thoại giùm em luôn. Dây 23, anh đổ cái mông bông tai ra đi. Em vừa lai bông vừa lai dây. Dây 69 750, có ký hiệu vàng là dây móc khóa hết cho các chị luôn nha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn á chị. Chị nào chốt comment cho em là dây 69 kèm số điện thoại cho em 750. Dây 69. Chị nào chốt comment cho em dây 69 là kèm số điện thoại giùm em 750. Bên em là trang sức đồng đỏ nha mấy chị. Chị huyết áp này, tay tay chân này, rút mồ hôi tay chân này, bảo hành trọn đời không bay màu cho tất cả các chị, và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn đó chị. Trang sức đồng đỏ nó trị bệnh cho mình luôn ha. Dây 49 850,
Chị nào chốt comment cho em J49 và kèm số điện thoại cho em J49 850. Vòng xi măng có ni lớn không? Chị Hải Yến hả? Ni 60 chị ơi. Có ni 60 chị. Dây 43 1,2 triệu phá hộp. Chị nào chốt comment cho em J43 kèm số điện thoại của em luôn. Nó có cái giá 1,2 triệu. J43. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại cho em kêu lên đó chị nha. Các chị mình muốn mua bông loại gì, các chị mình comment rõ rõ thì em sẽ lên rất là nhanh cho các chị mình luôn. Bông 125 280. Chị nào chốt comment cho em bông 125 và kèm số điện thoại giúp cho em luôn ha. 280 bông 125 kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn các chị. Bông 125 280 bông 07 250 bông 07 có màu đỏ và màu xanh dương 250. Chị đích đẩy, chị ra chốt comment cho em bông 07 và kèm số điện thoại giùm em. Bông 95 250. Chị nào chốt comment cho em bông 95 kèm số điện thoại giùm em 250. Bông 95 bông 64 có cái giá 200. Chị nào chốt comment cho em là bông 64 kèm số điện thoại giùm em luôn, có giá 200. Bông 64 các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp cho em ha. Bông 104 350 đứt đẩy. Chị nào chốt comment cho em bông 104 và kèm số điện thoại giùm em 350. Bông 104 tất cả đơn hàng bên shop em đi là miễn phí ship cho các chị hết. Trang sức đồng đỏ chuẩn đẹp màu vàng 18k bông 99 có cái giá 200. Bông 99 là kèm số điện thoại giùm em 200. Bông 99 bông 81 kèm số điện thoại giùm em luôn, có cái giá 280 miễn phí ship. Bông 81 kèm mã và kèm số điện thoại cho em, bên em là trang sức đồng đỏ nha mấy chị. Bông vòng tàu 250, bên em có 4 size, từ size 1 cho tới size 4. Size 1, size 2, size 3, size 4. Kèm size, kèm số điện thoại cho em nha. Size 1, size 2, size 3, size 4. Chị nào thích chốt đơn qua Zalo cũng được, hai số Zalo trên bảng. Ngày mai sẽ có nhân viên là rep tin nhắn cho tất cả các chị. Bông vòng tàu kèm size, kèm số điện thoại cho em luôn 250. Bông vòng tàu kèm size, kèm số điện thoại cho em. Đây là size lớn nhất nè mấy chị. Size này là size lớn nhất ha. Size này là size, size này là size lớn nhất ta. Hai đôi nha nhờ ta. Size 1, size 2, size 3, size 4 mấy chị ơi. Đây size 2, size 2. Size 1 này mấy chị. Size 1, size nhỏ nhất. Có lắc không? Có chị ơi. Lắc loại gì chị? Lắc phá hộp hay lắc sao chị? Bông nơ kèm số điện thoại cho em luôn. Bông nơ có cái giá 200 miễn phí ship, bao đẹp luôn. Chị nào chốt comment cho em là bông nơ và kèm số điện thoại giúp em luôn, có cái giá 200. Đơn hàng là bên shop em đi miễn phí ship hết nha mấy chị. Mai hỏi dây là nhân. Sao sao? Mai hỏi dây là nhân. Bông giò gà bông 27 200. Chị nào chốt comment cho em bông 27 kèm số điện thoại cho em. Các chị mình cũng có thể kết bạn Zalo này, trong đó đầy đủ hình ảnh luôn. Cho nên là có lắc chị ơi, lắc loại gì chị? Bên em nhiều lắc lắm. Lắc mã số 3 kèm màu kèm số điện thoại cho em 550. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18k luôn các chị. Bên em bảo hành trọn đời không bay màu cho các chị. Đồng đỏ nguyên chất 100%. Chị huyết áp này, tê tay chân này, rút mồ hôi tay chân nha các chị mình luôn. Lắc mã số 3 có nhiều màu lắm mấy chị, màu đỏ, màu cẩm thạch. Chị nào chốt comment cho em là lắc mã số 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em luôn. Lắc mã số 3 kèm màu kèm số điện thoại cho em 550. Lắc lật, lắc phen lật mấy chị để em like hết lắc cho mấy chị luôn nha.
này lắc hay lắc nhỏ đấy chị? Lắc lắc nhỏ là lắc 83, có giá 700. Chị nào chốt comment cho em lắc 83 và kèm số điện thoại cho em luôn. Lắc 83, phá hộp có ký hiệu vàng cho em móc khóa hết cho các chị luôn ha. Có giá 700. Lắc 83 và kèm số điện thoại em luôn ha, có giá 700. Lắc 83. Lắc mã 24, 850. Chị nào chốt comment cho em lắc 24 và kèm số điện thoại em luôn, 850. Lắc 24 kèm mã và kèm số điện thoại em lắc 24. Đây em có cái lắc lật nhỏ rất là dễ thương luôn. Lắc 47, 400. Chị nào chốt comment cho em lắc 47 và kèm số điện thoại nha em ha. Có cái giá 400. Lắc 47. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại cho em lắc 47, 400. Lắc 2 cây bao đẹp luôn, lắc mã số 5. Có cái giá 1 triệu. Chị nào chốt comment cho em lắc mã số 5 và kèm số điện thoại cho em luôn ạ. Có cái giá 1 triệu lắc mã số 5. Ủa cái đứa nào nó mới dơ tay ra chỗ này vậy? Ủa sao kỳ tay sao giống ma vậy? Em thấy cái đứa nào mới đứng sau lưng nó dơ cái tay ra mà. Em chào anh Thành nha. Chào tất cả các chị mình đang xem live. Chào chị Cô Mỹ, chào chị Quyền Nguyễn. Hello tất cả các chị mình đang xem live. Ủa sao kỳ ta có thấy mới đứa nào mới đứng dơ tay nhìn ra sao không thấy đứa nào hết ta. Dây 82, 1.6 triệu. Chị nào chốt comment cho em dây 82 và kèm số điện thoại với em luôn đó chị. À lắc 82 em nhầm. Lắc 82 có cái giá 1.6 triệu. Rồi em lên cái lắc than lật một cây. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Trên móc khóa có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn nha mấy chị. Trên móc khóa có ký hiệu vàng hết cho các chị. Rồi đây là một cái vòng. Vòng 22, 600. Chị nào chốt comment cho em vòng 22 và kèm số điện thoại cho em luôn nha. Vòng 22. Nhẫn 22 là 200 luôn mấy chị. Chị nào chốt comment cho em nhẫn 22 kèm số điện thoại cho em 200. Vòng 22, 600. Kèm mã và kèm số điện thoại giúp em trước đây tất cả các chị mình luôn nha mấy chị. Có lắc bi không? Lắc bi nhiều lắm hả chị? Lắc bi nhiều lắm chị, chờ em tí ha. Đây em lên một cái lắc than lật một cây. Lắc 59, 800. Chị nào chốt comment cho em lắc 59 và kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị. Lắc 59 có cái giá 800. Lắc 59 kèm mã và kèm số điện thoại giùm em chốt đơn nha các chị. Lắc này khác mở gì á? Lắc bi luôn. Rồi lắc bi. Lắc mã số 4, 350. Chị nào chốt comment cho em lắc mã số 4, lắc bi mã số 4 và kèm số điện thoại cho em luôn đó chị. 350. Lắc bi mã số 4. Rồi các chị chốt để mã kèm số điện thoại giúp em ha. Còn đây là lắc bi mã số 6. Lắc bi mã số 6, 650. Chị nào chốt comment cho em lắc bi mã số 6 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn, 650. Có nhiều màu lắm đấy chị. À, rất là dễ thương luôn. Lắc bi mã số 6, 650 kèm mã kèm số điện thoại cho em ha. Lắc bi mã số 5, 550. Lắc bi mã số 5, 550 kèm số điện thoại cho em. Lắc N mấy chị ơi. To hay nhỏ chị? Lắc bi mã số 2, 300. Chị nào chốt comment cho em lắc bi mã số 2 và kèm số điện thoại em luôn có giá 300. Lắc bi mã số 2. Bên em là trang sức đồng đỏ, các chị có thể làm mới tại nhà.
Đây mấy chị lấy cái này đánh giùm em ha. Đánh chanh, xà bông rửa chén, rửa sạch sẽ, sấy thật nóng. Cách làm mới đồng đỏ tại nhà luôn mấy chị. Cầm nguyên cọng này giùm em luôn ha. Rồi mấy chị pha nước giống như các chị rửa chén hàng ngày, nhưng mà các chị rửa đồng đỏ thì cho thêm miếng chanh nữa vô. Rồi đánh chanh xà bông rửa chén sạch sẽ, sấy thật là nóng. Cách làm mới đồng đỏ tại nhà nha mấy chị. Bao sáng bao đẹp, khi nào cũ lắm thì các chị mới làm mới thôi, chứ còn em đang đeo trong tay đeo miết luôn nè, không lấy ra rửa nè. Cái này là lắc 73, có cái giá 400. Chị nào chốt comment cho em lắc 73 và kèm số điện thoại giùm em luôn. Lắc 73 có cái giá 400. Chị nào chốt comment cho em là lắc 73 kèm số điện thoại giùm em luôn ha. Có cái giá 400. Lắc mã 73 phá hộp hết nha các chị, phá hộp hết. Lắc mã 11 650. Lắc mã 11 và kèm số điện thoại cho em 650. Các chị chốt để mã kèm số điện thoại giùm em chốt đơn các chị nha. Lắc mã 11 650. Lắc bi mã số 3 350. Chị nào chốt comment cho em lắc bi mã số 3 và kèm số điện thoại giùm em luôn 350. Lắc bi mã số 3 350. Em chào tất cả các chị mình đang xem live nha mấy chị. Ở bên em là trang sức đồng đỏ. Chị bận huyết áp này, tay tay chân, rút hồ tay chân nha các chị. Chuẩn đẹp màu vàng 18K, bên em cho kiểm tra hàng. Bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Lắc bi kỳ lân to nhỏ kèm số điện thoại cho em luôn 350. Miệng cứ ship hết. Chị nào chốt comment cho em lắc bi kỳ lân to nhỏ và kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị. Lắc bi kỳ lân to nhỏ kèm số điện thoại cho em 350. Ai? Dạ em cảm ơn chị Mộng Trinh nha. À bên em mà có lắc xích lớn, lắc bi nhiều lắm luôn á mấy chị ơi, lắc bi nhiều lắm. Đây lắc bi lớn 300, lắc bi nhỏ 300. Ở trên móc khóa vàng đều có ký hiệu vàng hết cho các chị mình luôn ha. Ở trên móc khóa đều có ký hiệu vàng, móc khóa tròn hết cho các chị luôn nha. Khóa tròn. À, chị nào chốt comment cho em là lắc bi lớn hoặc là lắc bi nhỏ kèm số vài cho em 300. Đây mấy chị ơi, dây bi lớn 550. À, chị nào chốt comment cho em là dây bi lớn và kèm số điện thoại cho em có cái giá 550, lắc bi lớn 300 luôn mấy chị. Lắc bi lớn 300, dây bi lớn 550. À, các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn tất cả các chị luôn ha. Dây bi lớn 550, lắc bi lớn 300. Lắc bi lớn 300, siêu bền siêu đẹp, có lắc tay lắc chân đủ loại cho các chị luôn nha mấy chị. Có lắc tay lắc chân là đủ loại cho các chị luôn. Các chị mình muốn mua gì comment rõ rõ giùm em sẽ lấy lên cho các chị mình xem ha. Lắc dây bi nhỏ 550 luôn. Dây bi nhỏ 550, lắc bi nhỏ 300. Chị nào chốt comment cho em là dây bi nhỏ hoặc là lắc bi nhỏ và kèm số điện thoại với em luôn mấy chị. Dây bi nhỏ là 550, lắc bi nhỏ 300. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị ơi. Lắc 05 có cái giá 500. À, chị nào chốt comment cho em lắc 05 à, kèm số điện thoại giùm em luôn có cái giá 500. Lắc 05 kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn các chị. Lắc 05 500. Lắc 06 400. Lắc 06 400. Lắc 06 kèm số điện thoại của em 400. Dây bi chiếu 700, lắc bi chiếu 400. Dây bi chiếu 700, lắc bi chiếu 400. Chị nào chốt comment cho em dây bi chiếu hoặc là lắc bi chiếu và kèm số điện thoại của em luôn mấy chị. Trang sức đồng đỏ bảo hành trọn đời trong mây màu cho tất cả các chị.
Khi em ship hàng cho các chị là có kèm theo cái phiếu bảo hành này luôn ha. Mà cái này là ba số Zalo này là em dùng hết luôn, và cái địa chỉ này của shop em luôn, bên em sẽ hỗ trợ đổi hàng nếu các chị đeo không vừa hoặc là hàng bị lỗi gì ha các chị ha. Đó, theo cái địa chỉ này luôn nha các chị. Vòng mã 31 550, tất cả đơn hàng với shop em là đi miễn phí ship cho các chị mình hết. Chị nào chốt comment cho em vòng 31 kèm số điện thoại giùm em 550. Vòng mã 31 mấy chị hả? Vòng hộp trắng mấy? Cái vòng hộp trắng 12, đấy hả chị? 12. Hả? 12, vòng 12. Cái vòng 12 này là nó cỡ bao nhiêu chỉ hả chị? 650 chị ơi, 650 vòng set 12 kèm số điện thoại cho em 650. Bao nhiêu chỉ thì phải cân đã chứ bên em không có nhớ hết nổi đâu mấy chị. Phải cân đấy đã. Chắc nó cỡ tầm 4 chỉ mấy á chị. 4 chỉ mấy. Vòng Nam Mô A Di Đà 380 miễn phí ship. Chị nào chốt comment cho em vòng Nam Mô A Di Đà và kèm số điện thoại cho em luôn 380. Siêu bền siêu đẹp. Chuẩn đẹp màu vàng 18k cho các chị mình luôn ha. Vòng mã 13 400. Vòng mã 13. Chị nào chốt comment cho em vòng mã 13 kèm số điện thoại em 400. Lắc chân. Lắc chân mã số 1 350. Chị nào chốt comment cho em lắc chân mã số 1 và kèm số điện thoại giúp em luôn 350 luôn đó chị. Lắc chân mã số 1 siêu bền siêu đẹp 350 miễn phí ship hết cho các chị. Lắc chân mã số 2 kèm số điện thoại giúp em luôn 350. Lắc chân mã số 2. Lắc chân mã số 3 350 luôn. Chị nào chốt comment cho em lắc chân mã số 3 kèm số điện thoại cho em. Để em like vòng bi cho mấy chị nha. Bên em có vòng chân đồng đỏ 700k một cặp, 2 chiếc 2 cây siêu bền siêu đẹp. Vòng chân đồng vàng là 600k một cặp, siêu bền siêu đẹp, 2 chiếc 2 cây. Cho xem dây chuyền 8 chỉ hả chị? Loại gì vậy? Loại gì vậy chị Hà Nguyễn ơi? Vòng bi mã số 3 500. Chị nào chốt comment cho em vòng bi mã số 3 và kèm số điện thoại cho em luôn 500. Vòng bi mã số 3 bên em là trang sức đồng đỏ siêu bền siêu đẹp. Bên em bảo hành trọn đời không bay màu cho các chị mình luôn. Tại vì đồng đỏ nguyên chất để đeo trị bệnh huyết áp này, tê tê chân này, rút mồ hôi tê chân cho tất cả các chị. Vòng bi mã số 2 500. Chị nào chốt comment cho em vòng bi mã số 2 kèm số điện thoại nè. Chị ơi cho xem vòng lại 500. Vòng vòng gần gì? Không biết vòng gì thì Mỹ Linh sẽ nguyện. Mỹ Linh. Chị Mỹ Linh hả? Vòng gì vậy chị ơi? Vòng vòng gì chị comment rõ rõ em mới lên lại được. Nhỏ thôi, tại em lộn kiểu nào cũng được. Nhỏ thôi là cỡ mấy chị. Vòng bi mã số 1 500. Chị nào chốt comment cho em vòng bi mã số 1 và kèm số điện thoại giùm em có cái giá 500. Vòng bi mã số 2 cũng có cái giá 500 luôn mấy chị. Chị nào chốt comment cho em vòng bi mã số 2 kèm số điện thoại cho em. Nhà nghiên cứu người ta đã nghiên cứu thành công cái màu vàng 18k cho các chị mình đeo thời trang rồi. Chuẩn đẹp màu vàng 18k. Dây em đang đeo 3 chỉ. Dây 86 600. Dây 86 kèm số điện thoại cho em 600. Còn cái dây đây 1 chỉ rưỡi. Dây đây là dây 101 550. Mặt túi tiền nhỏ 200. Mặt túi tiền nhỏ 200. Dây 101 550. Dây 63 có cái giá 700 luôn đó chị. Chị nào chốt comment cho em dây 63 và kèm số điện thoại cho em có cái giá 700. Dây 63.
Cắt chị kèm mã kèm số điện thoại giúp em chú Lan các chị mà nha. Dây 100 1 triệu 1. Chị nào chốt comment cho em dây 100 và kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá 1 triệu 1. Dây 100. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại với em chú Đăng các chị. Em chào tất cả các chị mình đang xem live nha. Bên em trang sức đồng đỏ, chị huyết áp tê tay chân lúc ngồi tay chân cho các chị mình luôn nha. Vòng mã 17 có cái giá 600. Nhẫn mã 17 là 200 luôn các chị. Vòng mã 17 là 600, nhẫn mã 17 200. Rồi bây giờ em lại nhận cho mấy chị nha. Nhẫn mã 73 300, màu nào cũng có ký hiệu vàng bên trong hết cho các chị. Chị có thể lấy dây 63 phối với mặt vô cho em xem. Mặt thì chị phải chọn mà riêng chị ơi. Mặt thì chị phải chọn riêng là mã gì thì em mới vô được. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 63 kèm màu kèm số điện thoại cho em 300. Có rất là nhiều màu cho các chị lựa chọn luôn. Em chào tất cả các chị mình đang xem live nha. Bên em là trang sức đồng đỏ nha mấy chị. Trang sức đồng đỏ lịch quyên, chuẩn đẹp màu vàng 18k. Em chào chị bé mời nha. Chào chị. Chào tất cả các chị mình đang xem live. 101, ok. Rồi bây giờ em sẽ lên nhận nha các chị. Nhận mã 28 280. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 28 kèm số điện thoại nè luôn mấy chị. 208 nhẫn mã 28 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Nhẫn mã 28 208 kiền em đang đeo là 400 chị ơi. Kiền em đang đeo là 400 chị Trương Thị Bích Thủy ơi. Chị nào chốt comment giùm em nhẫn 28 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 208 miễn phí ship. Và cho em cái đổ cái mặt ra luôn được. Rồi bây giờ để em lên mặt cho các chị nè. Mặt mã 75 208, màu nào cũng có. Chị đã chốt comment cho em mặt mã 75 và kèm số điện thoại với em luôn mấy chị. 208 mặt mã 75. Mặt mã 167 208 luôn. Chị đã chốt comment cho em mặt mã 167 và kèm số điện thoại giúp cho em. 208 mặt mã 167. Cái vòng toàn trắng nhẫn. Rồi ok chị. Chị nhớ là vòng set 12. Nhớ vòng set 12 giùm em nha chị. Vòng set 12 650. Cái nhẫn là 250. Cái nhẫn là 250 luôn mấy chị. Kèm mã kèm số điện thoại với em chú Lan tất cả các chị mình ha. Rồi bây giờ em sẽ lên mặt cho các chị. Mặt mã số 9 208. Chị nào chốt comment cho em mặt mã số 9 và kèm số điện thoại cho em luôn, bao đẹp luôn. 208 mặt mã số 9 kèm số điện thoại giúp em nha. 208 mặt mã số 9. Mặt 165 208. Chị nào chốt comment cho em mặt 165 mà kèm số điện thoại với em. 208 mặt mã 88 250. Mặt mã 88 250 kèm mã kèm số điện thoại giùm em. Không phải vòng son. Mặt mã 14 250. Kêu là không phải vòng son thì vòng nào? Ấn comment mà. Chị nào chốt comment cho em vòng mã 10. Cái đây là vòng set 12 giùm em nha chị. Còn cái đây là vòng 40. Vòng mã 40 850, màu nào cũng có hết mấy chị. Còn vòng set 12 650. Nhận set 12 250. Kèm đúng mã, kèm số điện thoại giùm em chốt lên chính xác mấy chị. Mặt mã 14 250. Chị nào chốt comment cho em mặt mã 14 kèm số điện thoại cho em ha. 250
hỏi Phương anh là Phương Thảo là không phải con sói, chị lấy con nào? Thôi để mai tiếp bạn này luôn. À, mặt mã 61 208 màu nào có hay mấy chị? 600. Chị nào chốt comment cho em mặt mã 61 và kèm số điện thoại em luôn, 208 mặt mã 61. Đưa cái điện thoại lên đây đi trả lời cho. Hết pin. Cái điện thoại đây nó bị đơ, cứ để vậy đâu thấy gì đâu mà nói. Chung. À, kiềng em đang đeo hả chị? Kiềng em đang đeo kiềng dẻo nha chị, có cái giá 400. Kèm mã và kèm số điện thoại giùm em. Chị gửi sim em mã số 1, số 2 cho em xem lại nhé chị. Cái đó với cái này giống nhau không? Khác nhau hả? Số 1, số 2 là 2 ly. Đây mấy chị ơi, sim em 2 ly mã số 1 giùm em ha, 600. Chị đặt chốt comment cho em là Siemens 2 ly mã số 1 và kèm số điện thoại em luôn nha mấy chị. Có cái giá là 600k. 600k. Kiềng em đang đeo là 400, kiềng dẻo. Kiềng dẻo có cái giá 400 luôn chị. Cho em coi lại vòng lại. Cho em xem lại vòng. Vòng gì á chị? Mã bao nhiêu vậy chị? Vòng 600 là chắc là vòng 17 á. À, vòng 600 là vòng mã 17 đấy hả chị? Vòng 17 đó. Đây vòng mã 17. Có cái giá 600. Nhận mã 17 200 chị. Em đang đeo đây này, nhận mã 17 200. Vòng mã 17 600, nhận mã 17 200. Kèm mã, kèm số điện thoại nha luôn. Còn cái này là Siemens 2 ly mã số 2 giùm em ha. 600. Siemens 2 ly mã số 2. Đây luôn mấy chị. Chị là chốt comment cho em 2 ly mã số 2 và kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Phương Thảo nha. Chị là chốt comment cho em 2 ly mã số 2 và kèm số điện thoại cho em. Có cái giá là 600k một bộ, siêu bền siêu đẹp luôn. Đó, cái vòng này là em đeo trong tay, tắm rửa tạt da hàng ngày, nó còn bóng sáng hơn cái hàng em đang like nữa nha mấy chị. Bóng sáng hơn tại vì mình đeo va chạm với hóa chất á, xà bông á, là nó bóng sáng rất là đẹp luôn. Rồi ok mấy chị, các chị mình muốn mua thì comment giùm em ha. Tất cả có ký hiệu vàng ở bên trong lòng xi măng hết nha mấy chị. Xi măng kim cương có cái giá 600. À, chị là chốt comment cho em là xi măng kim cương và kèm số điện thoại em luôn ha. Có cái giá 600. Bảo hành trọn đời không mai màu cho tất cả các chị. Xi măng 5 chỉ, 5 chỉ là không có khóa, 500. Chị là chốt comment cho em xi măng 5 chỉ kèm số điện thoại cho em. Xi măng ở bên em các chị đeo siêu bền siêu đẹp luôn. Khi nào nó thật cũ rồi mấy chị làm mới bằng cách này giùm em nha mấy chị. Đánh chanh với xà bông rửa chén sạch sẽ, sấy thật là nóng, cách làm mới đồng đỏ tại nhà, bao sáng bao đẹp luôn mấy chị. Bên em là đồng đỏ nguyên chất, chị huyết áp, tê tay chân, rút mồ hôi tay chân cho mình. Chuẩn đẹp màu vàng 18k luôn nha mấy chị. Chuẩn đẹp màu vàng 18k. Mỹ Linh đó hả? Sao trên đây em không thấy gì nữa. Xi măng bu xì mã số 1 có cái giá 700 luôn mấy chị. Chị là chốt comment cho em xi măng gu xì mã số 1 và kèm. Hai cái xi măng được rồi. Vậy hả? Cần hai mẫu rồi. Rồi bây giờ để em là nhận. À, để em lên mặt cho các chị chọn nha. À, mặt mã 109 250. Có nhiều màu lắm mấy chị. Chị là chốt comment cho em mặt 109 và kèm số điện thoại giùm em 250. Mặt 109. À, các chị kèm đúng mã, kèm số điện thoại cho em là độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18k luôn mấy chị. Cái này với cái này nó giống nhau rồi nha. Đúng không? Đúng rồi. Chỉ có cái bi đen mà không có thôi, không có xem được cái bi đen. Mặt mã 89 800. Mặt mã 89 đen này, hai cái đen một này. Kèm số điện thoại cho em có giá 800. Mặt mã 89. Ý là nó cái bay chính này nó cứ bị ẩn comment á, nó cứ đánh á.
mặt mã 95 250. Chị nào chốt comment cho em mặt 95 và kèm số điện thoại cho em mấy chị 250. Mặt mã 33 250. Chị nào chốt comment cho em mặt 33 và kèm số điện thoại cho em 250. Mặt 33 kèm mã kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị. Mặt xét mã 1 208. Chị nào chốt comment cho em mặt xét mã 1 và kèm số điện thoại giúp cho em luôn 208. Mặt xét mã 1 kèm mã và kèm số điện thoại cho em. Độ bền của đó là ngang ngửa vàng 18k luôn mấy chị. Bao sáng bao đẹp luôn. Bên em bảo hành trọn đời luôn, mây màu cho tất cả các chị. Rồi bây giờ em tiếp tục lên ra mặt cho các chị. Mặt mã 85 màu nào cũng có 250. Hàng em đang like hàng cũ hoàn toàn, nhưng khi em ship hàng cho các chị là nguyên trong kiện, bao bóng sáng bao đẹp. Mặt đây là mặt mã 85 250. Mặt mã 85 kèm màu kèm số điện thoại nha. Mặt mã 76 250 màu nào cũng có. Mặt mã 76. À, chị nào chốt comment cho em mặt mã 76 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị 250. Lấy cho em một set ngũ sắc lớn. Rồi ok chị. Mặt mã 75 đây màu nào có hết đó mấy chị 208. Kèm màu kèm số điện thoại cho em ha. Mặt mã 75 208. Mặt mã 45 250. Mặt mã 45 và kèm số điện thoại giùm em luôn 250. Kèm mã và kèm số điện thoại chính xác giúp em chốt đơn cho các chị. Ở bên shop em là nhân viên sẽ gọi chốt đơn từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Chị nào buổi sáng không nghe máy, buổi trưa bên em gọi lại một lần nữa và buổi chiều gọi lại một lần nữa. Mà các chị không nghe máy thì bên em hủy đơn trong ngày luôn mấy chị ơi. Cho nên mấy chị để ý nghe điện thoại giùm em nha. Mặt mã 43, 41, 300. Mặt mã 41. Chị nào chốt comment cho em mặt 41 kèm số điện thoại cho em luôn 300. Mặt 41. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng và đánh ca luôn mấy chị. Khi nào thấy lấy mặt ngũ sắc lớn. Lấy cho xét ngũ sắc mà. Xét ngũ sắc lớn. Mặt ngũ sắc lớn 550. Rồi em buổi trưa bây giờ nhân viên nó lấy chúng cái tờ nào là nó gọi lúc đó thôi chị. Chị nào chốt comment cho em là mặt ngũ sắc lớn kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị ơi 550. Mặt ngũ sắc nhỏ 250. Mặt ngũ sắc nhỏ 250. Mặt ngũ sắc lớn 550. Kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn tất cả các chị mình luôn nha mấy chị. Mặt con công 500. Mặt con công 500. Mặt con công 500. Mặt mã 64 250. Mặt mã 64. Chị là chốt comment em mặt 64 kèm số điện thoại giùm em 250. Mặt mã 163 208. Chị nào chốt comment cho em mặt mã 163 và kèm số điện thoại giúp cho em luôn 208. Mặt công 41 màu nào cũng có 250. Mặt công 41 màu nào cũng có 250 luôn mấy chị 250. Mặt 28 208 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Mặt 28 208 có nhiều màu lắm mấy chị. Đây có cả màu cam cho các chị luôn ha. Cam. Mặt 27 250. Mặt mã 27 kèm số điện thoại cho em 250. Mặt 166 có cái giá 400. Bên em có nguyên set luôn 1.850.000.
có nguyên set màu trà, còn mặt này màu vàng nha mấy chị. À, cái mặt này là mặt 166-400. Em cho chị số điện thoại rồi. Rồi ok tất cả các chị. Chào tất cả các chị mình đang xem live luôn mấy chị ơi. Các chị mình nhìn thấy like của em chấm chấm cho em nhìn thấy các chị luôn nha mấy chị. À, bông 5, á quên lộn, mặt 54-200. Chị đã chốt comment cho em mọc mặt 54 kèm số điện thoại cho em. Mặt 54-200 kèm mã và kèm số điện thoại giúp em luôn nha mấy chị. Mặt 54 có giá 200. À, các chị mình muốn mua cái gì comment lên giùm em nha. Em lấy lên cho các chị xem và comment rõ giúp giùm em nha. Dây là gì, bao nhiêu chỉ, tất cả bên em đều có đủ với các chị. Được, cái mặt đẹp này. À, mặt 08 có cái giá 280. Chị nào chốt comment cho em mặt 08 mà kèm số điện thoại giùm em. 280. Mặt 08 280 em có nguyên set luôn, 1.500.000. Nguyên set 1.500.000. Mặt 100-350. Mặt 100-350. À, mặt 160-280. Mặt 160. À, kèm số điện thoại cho em luôn, 280. Mặt 160. Mặt 77-250. Trong này có hai mặt bị sắt luôn nè, mặt này bị rớt. Chị nào chốt comment cho em mặt 77 kèm số điện thoại cho em, 250. Mặt 77. Ở trên bảng nhà em có hai số Zalo đó các chị, trong đó em cũng đăng đầy đủ hình ảnh rồi. Chị nào thích chốt đơn qua đó cũng được. Ngày mai sẽ có nhân viên ghé tin nhắn cho tất cả các chị mình luôn. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị. Mặt nhỏ đi chị. Mặt mã 84-250. Màu nào cũng có. Chị nào chốt comment cho em mặt 84 và kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị, 250. Còn đây là mặt bông mai loại nhỏ, 250 luôn. Mặt bông mai loại nhỏ 250. Mặt mã 93, nhiều màu lắm mấy chị, 250. Chị nào chốt comment cho em mặt mã 93 kèm số điện thoại cho em, 250 miễn phí ship. Mặt mã 93 màu nào cũng có cho mấy chị. Mặt 04-250. À, chị nào chốt comment cho em là mặt 04 và kèm số điện thoại cho em. Tất cả đơn hàng với số em thì đi miễn phí ship cho các chị mình hết. Mặt mã 72 có cái giá 200. Mặt mã 72 kèm mã và kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị. Mặt mã 72 200. Mặt mã 101-250. Mặt mã 101 và kèm số điện thoại cho em, 250. Để em lầm mấy cái mặt nhỏ nhỏ online mấy chị nha. Mặt mã 103-250. Mặt mã 103 có dây mì không chị? À, đồng đỏ không làm được dây mì à chị ơi. Mặt cắt kim tiền. Mặt cắt kim tiền 250. Chị là chốt comment cho em mặt cắt kim tiền và kèm số điện thoại cho em. Mặt 162-230. Mặt mà 162 kèm số điện thoại cho em, 230. Mặt 162. Mặt 133-250. Mặt 133-250 kèm mã và kèm số điện thoại nha. Mặt kỳ lân kim tiền 200. Mặt kỳ lân kim tiền kèm số điện thoại nha, 200. Mặt mã 81-250. Mặt mã 81 và kèm số điện thoại cho em, 250. Mặt mã 102-250.
mặt mã 102 250, mặt bông mai 250, mặt bông mai 250, mặt hồ ly rất là nhiều màu 250, mặt tỳ hiu cũng 250, rất là nhiều màu mấy chị. Còn đây là cái mặt, mặt mã 71 có cái giá là 200, mặt mã 71. Chị nào mà muốn xem nhiều xem rõ, các chị cứ kết bạn Zalo đi, mai bên em gửi hết mặt sang cho các chị xem một loạt mặt luôn, chọn thoải mái luôn mấy chị. Mặt mã 135 250, mặt mã 135 còn nhiều mặt lắm. Bây giờ chắc có lẽ em qua mẫu đây, rồi bây giờ em la nhận cho các chị nha. Rồi em la luôn, nhẫn trơn nhiều à, chị ơi nhẫn trơn, chị nào lấy một cây là 300, 5 chỉ là 250, 3 chỉ với 2 chỉ là 200, 5 phân với 1 chỉ là 150 miễn phí ship luôn mấy chị. Này là đồng vàng, nhẫn khâu đồng vàng siêu bền siêu đẹp. Bên em là cái đồng vàng, đây là đồng bên em đúc luôn á, đồng vàng đúc là nó sẽ đẹp và đeo càng đeo nó càng bóng sáng, rất là đẹp luôn. Màu đồng đỏ chuẩn đẹp, màu vàng 18k cho các chị mình đeo thời trang. Cái vòng em đang đeo là cái vòng tràng, vòng mã 40 có cái giá 850, có nhiều màu lắm nè mấy chị, có nhiều màu lắm. Đây có màu đỏ, màu đỏ cho mấy chị luôn ha, màu đỏ này, màu rêu này, màu xanh dương này, màu tím là màu trà, em đang đeo màu trà. Chị nào chốt comment cho em là vòng mã 40 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn, 850. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18k cho các chị mình đeo thời trang luôn mấy chị ơi. Vòng mã 40 kèm màu và kèm số điện thoại cho em 850. Vòng mã 40. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại cho em chút lên các chị. Có kiềm khác hơn không? Có chị ơi. Nhẫn chân có ni 30 không? Ni 30 là cái gì á? Ni tiền tràng hả? Ni 22. Ni 22 à? Các chị ơi có thể cung cấp số ký và chiều cao cho bên em, tại vì các chị nói cái ni nó không đúng cho nên là bên em cũng rất là khó lấy cho các chị. Bên em ni tiệm vàng em soạn theo cũng được, và ni đồng đỏ bên em soạn cũng được các chị ha. Bên em có đủ ni, không thiếu ni nào chị. Chị cứ để mã kèm số điện thoại giùm em. Còn cái vòng đây là vòng set 50 có cái giá 950. Vòng set 50 này là 950 luôn á chị. Chị nào lấy nguyên set 1.900, 1.850. Nguyên set 1.850. Vòng mã 45 850, có rất là nhiều màu. Chị nào chốt comment cho em là vòng mã 45 kèm màu kèm số điện thoại cho em 850. Chị nào chốt comment cho em vòng mã 45 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em ạ. 850. Bao sang, bao đẹp nha quý chị. Vòng Chanel 02 có cái giá 800. Chị nào chốt comment cho em là vòng Chanel 02 kèm số điện thoại cho em. Bên em có đủ ni chị. Chị chốt chị cứ lên số điện thoại giùm cho bên em nha chị. Chị nào chốt comment cho em vòng Chanel 02 kèm số điện thoại giùm em 800. Chị nào lấy nguyên set 1.500. Vòng 25. Vòng 25 kèm màu kèm số điện thoại cho em màu nào cũng có 800. Chị nào lấy nguyên set màu nào cũng có 1.500. Vòng chữ H 900. Vòng chữ H 900. Vòng chữ H 900, mặt chữ H 208, bông chữ H 200. Vòng 33.
99 ký, à 90 ký rồi. Ok chị, cao 1m59. Đeo ni bao nhiêu? 30 là 22 của mình. Ni 22 của mình đúng không? Ni 22 là theo như tay nhẫn nam đó. Ni 22. Nhẫn chân là bên em có chị. Bên em có ni to cho chị. Ok luôn nha chị nha. Rồi ok chị. Lên số điện thoại giùm em luôn chị. Cây giống chả lách rồi. Chị là chốt comment cho em vòng mã 33 kèm số điện thoại cho em. Có cái giá là 700. Vòng mã 33. Chị là chốt comment cho em vòng 33 kèm số điện thoại cho em. Vòng 33 700. Chị nào lấy nguyên set 1.4 triệu. Chị nào lấy nguyên set 1.4 triệu. Vòng 08 800. Chị nào lấy nguyên set 1.500. Nguyên set 1.500. Vòng set 26 800 một vòng. Chị nào lấy nguyên set màu nào cũng có hết, rất là nhiều màu. 1.500. Vòng set 26 kèm màu kèm số điện thoại cho em 800. Vòng set 26. Vòng ngọc trai 600. Chị nào lấy nguyên set 1.2. Nguyên set 1.2. Vòng ngũ sắc 800. À, chị nào lấy nguyên set mặt lớn, mặt ngũ sắc lớn 1.8. Mặt ngũ sắc nhỏ 1.500. Trang sức đồng đỏ nhé chị. Vòng set 07 có màu đỏ và màu xanh dương 1.500 một set. Chị nào lấy cái vòng 800. Vòng set 07 800 có màu đỏ và màu xanh dương. Vòng set 41 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn. Nguyên set 1.500 có rất là nhiều màu. Chị nào chốt comment cho em là vòng set 41 kèm số điện thoại cho em 800. Nhiều màu lắm mấy chị. Vòng set 41 800. Vòng set 28 800. Vòng set 28 kèm số điện thoại cho em 800. Vòng set trà neo mã 1 800. Chị nào lấy nguyên set 1.500, 4 món. Giống em đang đeo 4 món này nè chị. Em đang đeo là 4 món. Tất cả em like ở đây là có set hết 4 món. Vòng, nhẫn, mặt. Mặt này nè chị. Bông tai, bông tai. Mai chị gửi qua Zalo cho xem xin bên mã số 1. 2 ly mã số 1. Rồi ok chị Mộng Trinh nha. Mai chị cứ nhắn qua Zalo dùm cho bên em. Rồi cái vòng set 133 này bao sang bao đẹp. Một set 1.500. Chị nào lấy cái vòng có cái giá 800. 800 kèm mã và kèm số điện thoại với em. Chúc đời cho tất cả các chị mình luôn luôn mấy chị. Em chào tất cả các chị mình đang xem luôn mấy chị ơi. Vòng mã số 9 có cái giá 600. Nhận mã số 9 200. Nhận mã số 9 200. Kèm mã và kèm số điện thoại với em. Trước đây cho tất cả các chị mình luôn đó chị. Có ni lớn không? Ni 65. Không chị ơi. Ni 62 bên em cũng không có nữa. Đeo lắc chị. Đeo lắc thì bên em cắt được. Lắc xích lớn 400, lắc xích nhỏ 300. Chị nào chốt comment cho em là lắc xích lớn hoặc lắc xích nhỏ và kèm số điện thoại em luôn. Lắc xích lớn 400, lắc xích nhỏ 300. Em còn có 40 người xuống đây. Thấy cái mắt đó yêu nhau đi. Chúc vui. Nhận mã 52 bao đẹp luôn mấy chị ơi. 250. À, chị lên Kiền đi, à, lên Kiền hả? Kiền hả chị? Ok chị. Nhận mã 52. 250, nhiều màu lắm mấy chị. Nhận mã 52 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 250. Chấm chấm bài lên cho em mấy chị ơi. Nhận mã 52 kèm số điện thoại cho em 250. Kèm màu và kèm số điện thoại với em luôn mấy chị. Kiền đây đúng không chị? Rồi để em lên kiền cho chị luôn.
ban ngày 11 giờ trưa mai. Thường thường 11 giờ là bên em phát live cho nên là không trả lời trực tiếp với các chị được. Chị trả lời bằng tin nhắn thôi các chị. Rồi kiềm dẻo kèm số gọi cho em 400. Chị nào chốt comment cho em kiềm dẻo và kèm số điện thoại cho em ha, có cái giá 400 kiềm dẻo. Mặt mã 78 250. Mặt mã 78 250. Kiềm mã số 1 450. Chị đã chốt comment cho em kiềm mã số 1 và kèm số điện thoại cho em 450. Mặt mã 164 208. Mặt mã 164 208. Kèm mã và kèm số điện thoại cho em. Kiềm mã số 3 kèm số điện thoại cho em luôn. Kiềm mã số 3 phá hộp có ký hiệu vàng chị này hết cho các chị. Kiềm mã số 3 là 450. Mặt túi tiền cá chép 208. Mặt túi tiền cá chép 208. Kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt ra cho tất cả các chị mình luôn đó chị ơi. Rồi kiềm mã số 4 có cái giá 600. Trang sức đồng đỏ bảo hành trọn đời không mai màu cho các chị. Kiềm mã số 4 kiềm mã số 4 có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em kiềm mã số 4 và kèm số điện thoại giúp em với chị có giá 600 kiềm mã số 4. Các chị chốt cứ để lại mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn tất cả các chị luôn nha mấy chị. Cuối cùng còn mâm khác à? Rồi đi xem lại. À, các chị mình là chốt cứ để mã kèm số điện thoại giùm em chốt đơn tất cả các chị nha các chị. Nhận mã 32 250. Chị là chốt comment cho em nhận mã 32 kèm số điện thoại em. Nhận mã 32 có cái giá 250. Miễn phí ship, bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị. Ký hiệu vàng LQDHT. Chuẩn đẹp màu vàng 18K thì các chị mình đem về trang luôn. Nhận mã 31. Nhận mã 31, nhận tỏi vàng 200. Chị là chốt comment cho em nhận mã 31 và kèm số điện thoại với em có cái giá 200. Nhận mã 38 200. Màu nào cũng có. Chị là chốt comment cho em nhận mã 38 và kèm số điện thoại với em có cái giá 200. Nhận mã 38 màu nào cũng có. Có cả màu tràm, màu xanh, màu tím, nói chung là màu nào có hết đó các chị. Màu rêu đủ màu cho các chị luôn. Nhận mã 38 kèm màu và kèm số điện thoại cho em có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị. 200k bảo hành trọn đời không mai màu cho các chị mình luôn. Nhận mã 37 kèm màu kèm số điện thoại giúp cho em 200. Nhận mã 37 200 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Nhẫn mã 30 300. Chiếc nhẫn màu xanh bên tay mặt chiếc nhẫn này là nhẫn 105 300. Còn nhẫn này là nhẫn mã 57 300 nha chị. Nhẫn này nhẫn yên ngựa 200. Nhẫn mã 30 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn 300. Nhận mã 30 kèm màu và kèm số điện thoại giúp cho em luôn 300k miễn phí ship. Nhận mã 40 250. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 40
à, kèm màu và kèm số điện thoại cho em luôn ha. Nhận mã 40 250, nhận mã 40. Áo ý là nó tụt hết trơn hết trơn. Nhận mã 40 250, kèm màu kèm số điện thoại cho em đây mấy chị. Có màu trắng và màu trà, rất là đẹp cho mấy chị luôn ha. Nhận mã 43 208, màu nào cũng có cho các chị hết. Nhận mã 43 kèm màu kèm số điện thoại cho em 208. Các chị mình ơi, chớp màn hình giùm em nha, mai sẽ có nhân viên là rét tin nhắn cho các chị mình á. Rồi ok chị, nhận mã 37. Cái nhận đây là nhận mã 43 giùm em luôn chị ơi. 208 miễn phí ship, màu nào cũng có. Nhận mã 43 208, kèm màu và kèm số điện thoại giúp em trước đây tất cả các chị. Lấy một cái vòng giống như chiếc nhẫn hả chị? À, vậy thì chị lấy cho em cái vòng vòng 26 đó chị. Nhẫn mã 39 200, chị là chốt comment cho em là nhẫn mã 39 kèm số điện thoại nè mấy chị. Nhận mã 39 200, mấy đôi ca nhà mình giờ mới về đó hả. Nhận mã 39 nhiều màu lắm mấy chị, có cả màu đen nữa nè mấy chị. Mua gì nhiều chắc mua về em màu vàng cho xuống đấy, tay thèm cho đẹp nhất. Nhận mã 42 200, chị nào chốt comment cho em nhận mã 42 và kèm số điện thoại với em mấy chị ơi. 200 nhận mã 42. Đã chạy được miếng, chạy được miếng. Nhận mã 50, màu nào cũng có hết mấy chị. 200 chị nào chốt comment cho em nhận mã 50 vòng 26. Rồi ok chị Tường Kiên, nhận mã 50 mấy chị ơi, màu nào cũng có hết. 200 nhận mã 50. À, bây giờ chắc em ao chào tất cả các chị mình nha. Các chị mình có thể chớp Zalo, mai các chị mình muốn mua cái gì sẽ có nhân viên gửi ảnh cho các chị mình xem hết. À, em ao nha mấy chị, em nói ra mấy chị chúc các chị mừng mong.